Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông. Tập 146. Già Thiên, chương 1451, Đế Binh Thương. Long mã vô cùng hoảng sợ, cùng so sánh với cự thú kia, chúng nó tướng mạo tương tự, nhưng nó giống như một đứa trẻ còn bú. Mà đó là một đầu thần thú to lớn, hóa thành một con chân long, vẫy đuôi một cái biến mất ở chỗ sâu trong tiên sơn. Chảo rồng của nó lóng lánh dáng mây đỏ đủ để bao phủ toàn bộ dãy núi. Cái đầu rồng to lớn có thể húc nứt vỡ tinh tú thật lớn. Nó đổ sộ hùng vĩ như là một tổ long muôn đời. Hai mắt Bách Kiếp đạo nhân bắn ra hai chùm tia sáng sáng lạn, nói: gặp gỡ tổ tông rồi. Cháu lớn mau đuổi theo đi. Đây là may mắn của chúng ta. Bần đạo ngày sau có thành toàn hay không đều dựa vào ngươi. Ngươi là lừa. Nó là rồng, có quan hệ gì với ngươi? Mọi người oán thầm, nhưng cùng không dám lên tiếng chỉnh lại. Trong mũi long mã bốc lên khói trắng, gần đây đều phải làm cháu lớn của con lừa. Nó đã rất phẫn nộ, nhưng đánh thì đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, thật sự không có cách nào. Cả đoàn người đuổi theo tới phía trước, với các đại thánh là chính, tiến vào chỗ sâu trong Đế Binh Sơn. Tất cả đều muốn tìm hiểu cho rõ ràng, tọa kỵ của đại đế cổ còn sống hay không. Khói mờ tràn ngập, tiên vụ bốc hơi, hóa thành một màn mưa ánh sáng đầy màu sắc, cả cổ thụ cùng núi đá trong khu núi rừng nguyên thủy này đều nhuộm một sắc thái thần bí, khiến mọi người như say như mê. Đây đâu có cái gì giống như phần mộ, rõ ràng là một thế giới tiên thổ nhỏ, cỏ cây phong phú, thác nước bạc trút xuống như dải tơ, cảnh núi đồ sộ, phi thường thích hợp tu đạo. Ở chỗ sâu trong Đế Binh Sơn, không cảm nhận được một tia tử khí nào, có chăng chỉ là như có như không dấu vết của tiên đạo, nơi này lây dính từng tia khí tức của đại đế cổ. Vù, đột nhiên, một luồng ánh sáng hừng hực bay tới, cực độ sáng lạn, vô cùng huy hoàng, trở thành duy nhất vĩnh hằng, hết thảy thế gian đều mất đi sáng rọi. Nó quá nhanh, vượt qua cực hạn mọi người có thể hiểu biết, có thể nói là một đạo tiên quang, nhoáng lên một cái liền xuyên thủng tất cả mọi ngăn cản. Phốc, cùng với một tiếng xuyên thủng, một vị thiên vương đến từ cổ tộc ngã xuống, máu tà thần tươi đẹp thê lương rơi vãi đầy trời không trung, rồi tưới xuống làm đổ sụp ngọn núi phía dưới, vạn cây cối đều tan tác. Đây là một cảnh tượng thê lương lạnh lẽo, thần huyết văng khắp nơi, hắn há hốc miệng muốn nói gì, nhưng vô cùng suy yếu, môi mấp máy, ánh mắt rời rạc, sau đó hoàn toàn ngã ụp xuống trong bụi bậm. Người này hóa đạo, thân thể tiêu tán, trở thành một màn điểm sáng, ngay cả xương cốt trong suốt cũng không còn lại cho dù là một cây. Tất cả đều trở thành tro tàn. Đó là cái gì? Một vị thiên vương cổ tộc chỉ kém nửa bước là thành tựu đại thánh, vậy mà dưới một kích liền bị đánh chết ngã xuống tại đương trường, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Đạt tới thánh vương tuyệt đỉnh tương lai sẽ trở thành đại thánh, hóa thành tà thần, nhưng ngay cả kêu cũng không thể kêu ra một tiếng, cứ như vậy tiêu tan. Không ai có thể thấy rõ đạo tiên quang đó từ đâu quét tới, khiến mọi người im thiên thít, tiến vào lăng mộ đế rốt cục xuất hiện nguy cơ, mà lại tà dị như vậy, chết cùng không biết vì sao mình chết. Hộ đạo giả nhân tộc trong mày tiến lên quan sát, rồi sau đó lại như gặp phải rắn rết rất nhanh thối lui. Tại chỗ đó điểm điểm sáng như hạt mưa là lực lượng hóa đạo đậm đặc, thiếu chút nữa vị đó dẫn lửa thiêu thân. Các ngươi thấy được không, đó là sinh vật gì, còn cái đó là thần khí gì, như thế nào nghịch thiên như thế? Thủ lĩnh Hưu Ma tộc cất tiếng hỏi, thân là đại thánh đều không thấy rõ. Chỉ thấy một đạo cầu vồng xẹt qua, sau đó một vị cường giả cổ tộc liền chết đi. Hẳn không phải là con long mã mới vừa rồi kia chứ. Có người sinh ra nghi hoặc, đó nhưng chính là tọa kỵ của đại đế cổ, nếu thật muốn phát, uy, phỏng chừng mọi người đều phải xui xẻo rồi. Tuy nhiên có đại thánh lắc đầu phủ nhận, cổ khí cơ đó không giống, con xích long to lớn giống như núi cao kia khí thế bàng bạc, mà đạo tiên quang quét tới vừa rồi rất nhỏ. Chư vị, nơi này tên là Đế Binh Sơn, là chỗ mai táng binh khí của đại đế cổ, phải hết sức cẩn thận. Ta cảm thấy tiên quang vừa rồi có chút. Bách Kiếp đạo nhân lên tiếng, nhưng đột nhiên lời nói bị cắt ngang. Một luồng hào quang hừng hực bay tới, như cầu vồng kinh thiên nối thông trên trời dưới đất, chiếu sáng rực rỡ làm cho mọi người đều nhắm mắt lại, máu và nước mắt giàn giụa giống như bị đao cắt. Quá khủng bố! Bách Kiếp đạo nhân kêu to một tiếng, thân mình cấp tốc chuyển động, thi triển thế tử thuật. Chân thân rời đi lưu lại một con rối thân bị đục lỗ. Ngay sau đó truyền đến tiếng kêu rên, phía sau lại có hai vị thánh vương bị chém đứt ngang, hoa máu bay lên.
bọn họ lập tức rơi xuống trên vùng núi, biến thành màn mưa ánh sáng, rồi tự hành hóa đạo, cái gì cũng không còn lại. Khắp nơi tĩnh lặng như tờ, mọi người cảm nhận được một cổ khí tức quỷ dị và cường đại. Như là có một đầu mãnh thú hồng hoang đang âm thầm nhìn chòng chọc vào mình, như muốn săn giết từng chí cường giả một. Lượng thiên xích sáng lên màu xanh rực rỡ, cùng kim cương trác sáng loáng lơ lửng trên bầu trời bảo hộ đại quân các tộc ở phía dưới, phòng bị một lần nữa bị đánh lén. Các vị không nên vọng động, mặc dù nhìn thấy thần vật cũng không nên tự tiện đi thu lấy, bằng không có thể là đại họa. Hộ đạo giả nhân tộc trịnh trọng nhắc nhở. Trải qua một lần tai họa này, mọi người đều rất thận trọng, tất cả đều núp trong phạm vi phòng hộ của đại thánh, không dám tùy tiện xông ra ngoài. Đó rốt cuộc là cái gì? Ngay cả Thạch Thánh Linh đều lẩm bẩm nói nhỏ, lộ ra vẻ mặt vô cùng ngương trọng, nơi này làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Tiên Quang vừa rồi khẳng định là hướng về phía Bách Kiếp đạo nhân, dám ra tay với một vị đại thánh càng chứng tỏ có thể uy hiếp tất cả mọi người nơi đây, ai ai cũng đều là mục tiêu của nó. Núi lớn nguy nga, dược thảo mọc khắp nơi, thác nước bạc mờ mịt, ở trong vùng đất lành trông như tiên cảnh này lại ẩn chứa sát khí, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt ngương trọng. Xung quanh sương mù dần dần dày đặc, mọi người cảm giác không ổn, đại quân các tộc tinh kỳ phấp phới, gần cả trăm lộ, nhân số vô số. Hẳn không phải đều bị giết ngang như thế chứ, mọi người thật không dám nghĩ tới. Lăng mộ của đại đế cổ không thể trêu chọc, lúc này mới vừa tiến vào mà thôi đã gặp nguy cơ thật lớn như vậy. Lại tới nữa, mọi người đều cảm ứng được một cổ khí tức khiến vạn giới chư thiên đều sợ run. Dao động thật lớn, tiên quang chói mắt, làm cho xương cốt toàn thân mọi người như sắp vỡ vụn. Dao động này quá mức đáng sợ, so với chỉ vừa rồi còn mạnh hơn rất nhiều lần. Đại thánh từng người đều tái mặt, cái này hoàn toàn không giống với dự đoán của họ, vượt qua hiểu biết bọn họ nắm trong tay. Soạt. Một đạo thần quang bất hủ phóng tới, xuyên thấu vạn giới, phàm là có hình vật chất đều khó thoát khôi tai họa một kích tất sát này. Ầm một tiếng, màn hào quang đại thánh khởi động phòng hộ bị xé mở dễ dàng, xuyên thủng vào, rồi quét xuống hướng đại quân các tộc. Thế công bực này, khí phách bực này, thật sự là thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật, tuyệt đối có thể trong nháy mắt quét ngang mọi người, tạo thành tai họa vô số màn mưa máu. Nơi này giống như là thần quang tiên vực chút xuống, vạn pháp đều phá, mà đứng mũi chịu sào chính là kiện lượng thiên xích chiều dài không tới một cánh tay kia. Mặc dù nó bắn ra thần huy bốn phía, tiên lệ loang lổ, có bộ phận khí tượng của thần khí chí cường, nhưng tại đây vẫn không thấm vào đâu, gần như mới vừa chạm tới liền run rẩy bay tung lên, rung chuyển kịch liệt giống như một con cừu đang đối mặt với một đầu hung long. Điều này quả thực khó tin. Đây chính là thánh linh binh do tiên lệ lục kim luyện chế thành, không ngờ không chịu nổi như vậy, giống như trời sinh bị khắc chế, không kềm được sợ run. Ầm, đạo tiên quang kia buông xuống nhằm thẳng vào lượng thiên xích, lập tức công tới hướng nó. Có lẽ bởi vì trong các binh khí ở trong này chỉ có nó đặc biệt nhất, dù sao cũng là thần kim luyện chế thành, hấp dẫn chú ý của tiên quang. Thánh linh giống to, trong thân thể cao một thước của hắn tản ra uy nghiêm như thiên thần, triệu hoán binh khí của mình lại, sợ bị hủy dưới một kích này. Soạt một tiếng, tiên hà điểm điểm tươi đẹp, ánh sáng xanh nhấp nháy, lượng thiên xích bay ngược lại, tránh né công kích, nhằm về phía chủ nhân mình. Nhưng mà, đạo tiên quang này như bóng với hình, lại trước một bước tấn công tới đánh trúng cây bảo thước, vang lên một tiếng keng giòn tan, mặt trên của nó vậy mà lại xuất hiện vết rạn nứt. Và lại đốm lửa bắn ra tung tóe, bùng phát lên hào quang rực rỡ làm cho rất nhiều người máu mắt tuôn ra, khó có thể nhìn thẳng vào, cái loại tiên quang rực rỡ này rất khủng bố. Mọi người đều ngây dại, thần vật này cường đại đến cỡ nào mà lại có thể làm cho tiên lệ lục kim bị tổn hại. Đây, khẳng định là đế binh, bằng không không có uy lực bực này. Nên biết rằng, trên thế giới này, nguyên căn vạn vật mẫu khí, hoàng huyết xích kim, tiên lệ lục kim là tiên liệu mạnh nhất, chỉ nói riêng về độ cứng để đánh giá, đã khó có thể tìm ra thứ gì cứng chắc hơn. Thu, thạch nhân giống to một tiếng, há to miệng hút vào đạo lục hà dài cả thước, nuốt vào cây bảo thước của mình. Trong lòng hắn vô cùng đau xót, kiện thánh binh này bị hao tổn, không biết phải săn sóc ân cần bao nhiêu năm mới có thể phục hồi như cũ. Một đạo tiên quang như sấm sét gió lốc đánh úp lại, thần mang chói mắt mà lại nhằm về phía hắn. Thánh linh giống to một tiếng, tung ra thần năng cường, đại nhất ngăn chặn. Ầm, hắn bay tung ra xa, cường đại như đại thánh tuyệt đỉnh, chỉ kém nửa bước là bước vào cảnh giới chuẩn đế, vậy mà hoàn toàn không ngăn chặn được,
không có một chút trì hoãn, bị bay tung lên. Chẳng những thế, nắm tay phải của hắn bị đứt rời rơi xuống, thần huyết bắn vãi ra, thần huy nhiễm đỏ thiên địa trong suốt. Thế mà vẫn còn chưa có chấm dứt, cả cánh tay phải hắn bắt đầu hóa đạo, nhanh chóng biến thành điểm điểm sáng. Đừng nói là người thường, chính là các đại thánh đều sợ hãi, loại công kích này quá mức dọa người, ngay cả cấp số như bọn họ đều ngăn chặn không được, còn nói gì đi chinh phạt. Phốc, Thạch Nhân phi thường quyết đoán, tay trái hóa thành thanh kiếm, lóe lên một cái, rắc một tiếng, chặt đứt cánh tay phải mình sát vai, mặc cho thần huyết phun trào. Cánh tay đứt rời kia nhanh chóng hóa đạo, trở thành một màn điểm sáng, cái gì cũng không còn lại. Cảnh tượng thật đáng sợ làm cho mỗi người đều không dám thở mạnh. Không có khả năng, đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người phát lạnh tận xương, rất nhiều người run rẩy kêu to. Quá mức khủng bố, hết thảy có người chủ đạo nơi này thúc giục đế binh công phạt chư hùng sao. Nơi này trở nên cực kỳ đáng sợ, khiến mỗi người đều phát lạnh từ đầu tới chân. Điều này vượt qua dự liệu của mọi người. Chỉ một tòa lăng tẩm đại đế mà thôi, vì sao còn có thể có sinh linh trí cường còn sống, hắn đang khống chế hết thảy trong này sao? Qua một hồi lâu, nơi này trở nên rất yên lặng, trong lòng mọi người vô cùng trầm trọng, như là bị một ngọn núi lớn đè nặng. Ầm. Phía trước, dâng lên một mảng hào quang mãnh liệt, rất nhiều núi cổ nổ tung, từng dãy núi lớn nguy nga nứt toác ra, đá vụn bay tung lên. Mọi người giật mình kinh hãi, đây là biến cố gì nữa đây? Ầm, loạn thạch xuyên qua không gian, thần năng giống như sóng lớn vỗ bờ, hỗn độn mờ mịt bùng nổ, núi lớn cổ xưa nứt toác sụp xuống, nơi này rơi vào cảnh đại loạn. Vùng đất phía trước hoàn toàn sụp xuống, cùng không biết đổ sụp bao nhiêu dãy núi, cuối cùng lộ ra một tòa tế đàn nguy nga hùng vĩ, giống như một ngọn núi thần thái cổ bị chặt đứt ngang, biến thành một tòa tế đàn cổ ở phía trước. Ở trên đó có trưng bày 5-6 kiện binh khí, có hào quang sáng lạn, phóng ra tiên huy bất hủ, có phong cách cổ xưa tự nhiên. Thế nhưng không có một chút dao động. Theo mọi người đến đây, dường như những cổ khí này đều sống lại, phát ra hào quang hừng hực. Trong đó một kiện đúng là vừa rồi phát ra thần mang công kích mọi người, khiến thánh linh đều nuốt hận. Không phải chứ, khí cơ của đế binh, chẳng lẽ nhiều đế binh như vậy tập trung cùng một chỗ? Mọi người quả thực không thể tin được. Điều này không phù hợp, đế binh khắp vũ trụ có thể có bao nhiêu chứ? Vậy mà trong lăng mộ cổ xưa này lại lập tức xuất hiện mấy kiện cùng còn sống như chuyện thần thoại. Phốc! Đột nhiên, vô thanh vô tức một kiện binh khí ảm đạm đột ngột bay tới với khí thế không thể ngăn cản. Xuyên thủng xương trán một vị tà thần của dị tộc, máu tươi văng khắp nơi, hắn chết oan chết uổng ngay đương trường. Đã chết! Một vị đại thánh đã chết! Mọi người cả kinh kêu ầm lên. Trước mặt các binh khí này ngay cả tà thần cổ xưa trí cường đều không ngăn được, đương trường bị đánh chết. Điều này làm cho mọi người mơ hồ như đang ở trong giấc mộng, lạc vào nơi tàng binh của đại đế thời Thái Cổ. Núi rừng nứt toác, lộ ra một tòa tế đàn thần ma như vậy, binh khí phủ đầy bụi xuất thế, rúng động lòng người. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1452, Yêu Hoàng Xích. Đây là huyệt mộ của một vị đại đế hay là nơi mai táng một số đại đế, như thế nào lại có tới mấy kiện đế binh? Quả thật làm cho người ta phát lạnh từ da lông vào tận cốt tủy, toàn thân sợ run. Đó khẳng định là đế binh, bằng không sao. Có thể đánh cho cây lượng thiên xích dùng tiên lệ lục kim chế thành phải nứt dạn, vừa rồi lại không một tiếng động giết chết một vị đại thánh, cũng không thể phản kháng mảy may nào. Lập tức tại đây liền bùng lên tiếng hô cảm thán, thế này còn làm sao mà đánh, nhất định là tới bao nhiêu người chết bấy nhiêu. Đại thánh cũng không là địch thủ, dù toàn bộ tu sĩ cả vũ trụ tới cũng không được, đều phải lấy thi thể chất đống mà thôi. Lui lại, mau mau lui lại. Hộ đạo giả nhân tộc vội kêu lên, giọng nói đều phát run. Phần mộ lần lượt phát sinh ra ngoài dự liệu của họ, hoàn toàn không giống như tưởng tượng, chưa nhìn thấy thi thể đế, lại liên tiếp phát sinh thảm họa. Đó là một tòa tế đàn thần ma thật lớn, chặt đứt sạn bằng núi cao mà thành, mặt trên táng 5 kiện binh khí, từng cái đều đang sống lại, tràn ngập từng đợt khí tức đại đế cổ. Đáng tiếc, không thấy rõ. Hào quang hừng hực làm cho máu nước mắt mọi người tràn ra, thần thức sắp vỡ nát. Còn binh khí kia ảm đạm ẩn trong hư vô, cũng không thể thấy được hình dáng, không biết là hình dạng gì. Đây là chỗ chôn vùi đại đế binh, là thần khí chinh chiến cả đời được táng như thế để làm bạn với hắn.
Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng trên 9 tầng trời. Con long mã thật lớn lúc nãy biến mất lại xuất hiện, nằm ngang phía chân trời, hướng về phía này ngẩng cao đầu ngâm dài. Đây thật sự là một hình ảnh mang đầy tính rung động, con xích long còn to lớn hơn so với rất nhiều dãy núi, bất cứ ngọn núi nào ở trước mặt nó đều như một đống đất nhỏ, quá mức nhỏ bé. Đế binh hiện ra, tọa kỵ của đại đế cổ cũng xuất hiện, cùng ngẩng cao đầu nhìn về hướng bên này, thật rung động lòng người. Ầm. Ở sau lưng xích long hiện lên một ngọn núi cực lớn, cùng không biết cao bao nhiêu vạn trượng, vắt ngang thiên địa, còn to lớn hơn so với một tinh tú. Hùng vĩ khôn cùng, trên trống hỗn độn, dưới trấn cửu u, ở dưới chân núi, có một hang động thật lớn, xích long vẫy đuôi chìm sâu vào bên trong, truyền đến từng tràng tiếng long ngâm chấn nhiếp hồn phách mọi người. Mây mù cuồn cuộn, trong động thỉnh thoảng lóe ra sừng rồng màu đỏ. Tọa kỵ của đại đế cổ, từ ngựa hóa thân thành rồng, ở trong sào huyệt cực lớn quẩy mình, mỗi một mảnh vảy rồng màu đỏ đều dài tới mấy trượng. Cháu lớn xông vào đi, đây là tổ tông của chúng ta đang triệu hoán ngươi đấy, mau mau đi thỉnh giáo đi. Bách kiếp đạo nhân vừa kêu lên, vừa tung một cước đá vào mông long mã, làm cho hắn bay tung lên như một viên đạn pháo bay tới hướng hang động. Long mã phẫn nộ khịt phì phì thiếu chút nữa méo cái mũi, lão con lừa này cũng quá thất đức đi. Đối mặt với con xích long cực lớn phía trước, nó không tự chủ được run rẩy toàn thân, nếu như xích long chụp móng vuốt xuống, cái mạng nhỏ của nó ắt không còn. Ông, tiên vụ sôi trào, núi lớn biến mất, một luồng hào quang cuốn long mã mang đi. Cháu lớn, đừng quên lão thúc, mang về cho ta chút thứ tốt đấy. Bách kiếp đạo nhân ở phía sau kêu lên. Mọi người ngẩn người ra, tất cả đều kinh ngạc đến sững sờ. Ầm, đế binh phát sinh biến cố, trời sụp đất nứt, như là mấy vị đại đế sắp sống lại, từng mảng lớn núi rừng đều trở thành bụi bậm, chỉ có tế đàn cao ngất ở nơi đó không ngừng lay động, chưa bị phá hủy. Đế binh sống lại mà lập tức chính là năm kiện, thế này ai có thể chịu đựng được. Mọi người không còn quản gì khác nữa, đều xoay người bỏ chạy. Ngừng lại, ngàn vạn lần không được phát ra sát khí. Đây là khinh nhờn đối với đế binh, bọn họ chính vì vậy mà bị kích hoạt. Chúng ta phải bình tĩnh lại. Lão Tăng đến từ Azida cổ tinh vực phát ra tiếng hô lớn. Lão nhìn ra được thực chất của vấn đề, đế binh xưng tôn trong binh khí, thần thánh uy nghiêm biết bao, bị chôn vùi biết bao năm tháng. Ngày nay nhìn thấy ánh mặt trời, thần linh bên trong tự nhiên sẽ có phản ứng hơi kịch liệt. Tử kim Phật kiều chợt lóe sáng, ở dưới chân mọi người toát ra một cổ khí tường hòa, tràn ngập tín ngưỡng lực tinh thuần, làm cho tâm linh mọi người đều bình tĩnh trở lại. Cái cầu này xuất xứ từ tay A-di-đà Phật Đại Đế rèn đúc niệm lực của chúng sinh, trải qua thiên trì bách luyện không có một tia tạp chất, có thần huy của thiện tâm tinh khiết nhất. Nó được xưng có thể độ hóa vạn vật sinh linh chư thiên, giúp chúng sinh đi thông tới hướng bờ đối diện. Ngày nay chân chính hiển hóa ra chỗ siêu phàm của nó, hóa giải sát niệm hữu hiệu. Đến lúc này, năm kiện binh khí trên tòa te đàn thần ma cũng đều chậm rãi bình tĩnh lại, không còn hiển hóa khí tức đại đế, A-di-đà Phật. Rất nhiều người không tự chủ cùng niệm một tiếng Phật hiệu, mà tử kim Phật kiều cũng vì vậy càng thêm thần thánh bình hòa, tỏa ra hào quang tường hòa. Bất kể là thần ma trùm áo bào đen đến từ địa phủ, hay là chủ thần của tổ chức thần, tất cả đều biến sắc. Phật giáo của A-di-đà Phật khai sáng làm cho bọn họ kiêng kỵ. Núi sông sụp đổ, cả khu vực này đổ nát không còn gì, trước mắt biến thành phế tích, chỉ còn lại tế đàn không tổn hao gì, vẫn tản ra phong cách cổ xưa mà khí thế hùng tráng. Năm kiện đế binh trên đó lộ ra thực thể, không còn dao động, bình ổn trưng bày ở nơi đó. Không ngờ lại đều là mảnh vỡ mà không phải là năm kiện binh khí không sứt mẻ. Cả vật thể chúng có màu xanh, có đoạn phi thường ảm đạm, mà có đoạn còn có một lớp hào quang màu xanh lưu động. Mỗi một mảnh đều có một loại phong cách cổ xưa tang thương, không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm. Đây là một cây thước từ vù hóa thanh kim thần bí luyện chế thành, là tiên liệu nổi danh cùng hoàng huyết xích kim, tiên lệ lục kim. Không biết vì sao gãy đoạn, trở thành năm khúc, rơi trên mặt tế đàn. Tất cả mọi người đều ngây dại, đây khẳng định là đế khí, không ngờ lại bị người đánh nát, điều này quả. Thực nghe mà rợn cả người, khó trách nó công kích cây thước bằng tiên lệ lục kim của thánh linh. Bởi vì bản thân nó chính là một thanh lượng thiên xích, bị sát khí kích động không chấp nhận một cái phàm binh ở tại đây khiêu khích nó. Đến tột cùng vì sao nó lại gãy đoạn? Mọi người đều khiếp sợ, không dám tới gần, ở xa xa quan sát. Mặt sứt gãy không có quy tắc, giống như bị người mạnh mẽ đánh gãy.
đây phải là lực lượng cường đại cỡ nào mới có thể phá hủy được một thanh đế binh. Quả thực vượt qua lẽ thường. Nếu là một trận chiến, tất nhiên phải kinh thiên động địa. Cái này khó có thể tưởng tượng, chỉ nghe nói thần chiến thảm thiết ở thời đại thần thoại cùng với thiên đình cổ mới từng phát sinh chuyện phá hủy binh khí như vậy, chẳng lẽ là một chí tôn ở thời kỳ đó. Một vị đại thánh sinh ra nghi hoặc, thanh âm không thể bình tĩnh. Không đúng. Thoạt nhìn có hơi nhìn quen mắt, giống như một vật trên sách cổ ghi lại, thần khí này giống như kiện binh khí chí tôn trong truyền thuyết kia. Bách Kiếp đạo nhân đột nhiên lên tiếng, thần sắc kích động dị thường. Ngay sau đó, hộ đạo giả nhân tộc, Ngưu Ma Vương, cường giả tuyệt đại địa phủ, cùng vị chủ thần kia, tất cả đều biến sắc, đồng thời nghĩ tới một nhân vật ngạo thị muôn đời. Là hắn, là chí tôn bẫy nghĩa 9 tầng trời 10 tầng đất, là yêu hoàng. Một vị hộ đạo giả ôm lòng kính sợ, run giọng nói ra một cái đại danh như vậy. Đây là một vị cổ hoàng yêu tộc nhìn xuống cổ kim, ngạo thị vạn vực chư thiên. Phong thái vô địch của yêu hoàng chiếu sáng tinh không, chí cao vô thượng, uy danh hiển hách khiến mọi người khi đề cập đều phải run sợ. Thời đại yêu hoàng thống trị, 9 tầng trời 10 tầng đất ai dám không tuân theo. Như thế nào chính là yêu hoàng, không phải táng ở tại bắc đầu cổ tinh vực sao, không ngờ xuất hiện ở nơi đây. Niên đại của yêu hoàng không thể khảo chứng. Có người nói là ở niên đại yêu thế huy hoàng mấy, chục vạn năm trước, cũng có người nói là trăm vạn năm trước, gần những năm cuối thời Thái Cổ. Truyền thuyết về yêu hoàng, ngày nay phần lớn mọi người đều không biết, nhưng thân là đại thánh trên tinh không cổ lộ cùng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Cái loại hào quang tỏa sáng này khiến cho bọn họ mỗi khi nghĩ tới liền ôm lòng kính sợ. Đó thật đúng là hoành hành tinh không, vô địch trên cổ lộ, thời đại yêu hoàng còn trẻ tuổi đi lên cổ lộ nhân tộc. Gặp phải mọi người đuổi giết, kết quả lại là càng đánh càng mạnh, rồi đi tới vô địch trong thiên hạ. Bản thể của yêu hoàng cùng không cường đại, tương truyền chỉ là một con thỏ tuyết. Nhưng lại trở thành chí tôn cái thế, được xưng là chí tôn đứng trên thiên hạ, trong vạn giới chư thiên chỉ có ta độc tôn. Thời điểm trước khi yêu hoàng chứng đạo, từng có một đêm huyết chiến chấn nhiếp muôn đời, giết chết chí tôn thần huyết, giết chết cổ tổ vô địch trong thánh linh, đánh chết mấy vị tà thần cổ xưa cảnh giới chuẩn đế. Trận chiến ấy trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào. Mọi người rất khó tưởng tượng, một mình hắn gào thét trong vũ trụ, trong một đêm đánh bại thập phương, giết chết tất cả người cạnh tranh. Cường thể bước lên đỉnh phong, tên của hắn là Tuyết Nguyệt Thanh, một nam nhân áo trắng như tuyết, vượt qua thần bình thường. Vào thời đại đó hắn trên đánh thần minh trên 9 tầng trời, dưới chấn thi loạn dưới cửu u địa phủ, phong thái tuyệt thế, trên đời có một không hai. Mặc dù xuất thân của hắn chỉ là một con thỏ tuyết rất bé nhỏ yếu ớt, nhưng hắn lại là bất phàm như thế, từng bước một đi tới trước, cuối cùng trở thành yêu hoàng cực đạo đứng trên tuyệt đỉnh. Tới cuối cùng, mọi người quên đi thân phận của hắn, bởi vì hắn quá cường đại khiến chư thần đều sợ run. Tục truyền, yêu hoàng tuyệt thế thiên hạ, với thân thể nhỏ yếu rèn luyện máu, tầm bổ bản thân mình, không ngừng cường đại, cuối cùng một giọt máu cũng có thể giết chết một con rồng. Thế nhân đều nghĩ rằng đến lúc tuổi, già yêu hoàng đã tọa hóa ở bắc đầu. Nhưng cũng có một số sách cổ ghi lại, nói là phần mộ của hắn hóa thành một đại lục, cuối cùng lưu lạc vào chỗ sâu trong vũ trụ. Lúc này, yêu hoàng xích vừa hiện, mọi người đều biết đây là cổ mộ của yêu hoàng. Nhưng, mọi người nghi hoặc, đến đây rồi, vì sao yêu hoàng xích được ghi chép danh vang cổ sử lại bị gãy đoạn, nên biết rằng uy danh của nó cực kỳ bề thể. Trên lịch sử cũng không có ghi lại gì về yêu hoàng từng phát sinh đại chiến kinh thế với người nào như vậy. Càng chưa bao giờ nhắc tới qua yêu hoàng xích bị gãy đoạn mà đúng ra phải cùng nhau biến mất với yêu hoàng mới đúng. Chẳng lẽ nói, yêu hoàng lúc tuổi già, cô đơn tọa hóa trong lăng tẩm rồi gặp phải một trận chiến đáng sợ nhất, đến nỗi đế binh gãy rời, phần mộ bị đánh bay vào chỗ sâu trong vũ trụ. Khi nghĩ tới khả năng này mỗi người đều sởn tóc gáy, đó phải là địch thủ cường đại tới mức nào? Quả thực không thể tìm ra được người nào từ trong lịch sử. Yêu hoàng áo trắng phong tư có 102, năm đó hắn sao có thể có địch thủ? Trong truyền thuyết hắn vì cầu có một địch thủ mà đi khắp vũ trụ, hoàn toàn không ai có thể chống đỡ được một đầu ngón tay của hắn. Mọi người suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn nghi vấn, cuối cùng đều dõi ánh mắt trông mong nhìn vào mấy mảnh binh khí kia. Lúc này nếu nói mọi người không có ý tham đó là chuyện không có khả năng, đây chính là yêu hoàng xích thần uy kinh khiếp cổ kim, mặc dù gãy đoạn cũng là chí bảo vô giá. Và lại, nếu thật sự là lượng thiên xích nguyên vẹn, khẳng định mọi người không ai nắm được trong tay, nhưng nếu là một khúc trong đó,
nói không chừng có thể là chỗ tốt của cường giả tuyệt đại cấp đại thánh. Xoát, hào quang màu xanh nhoáng lên một cái, chủ thần cầm cái đỉnh cất bước đi tới, thu hồi tất cả sát niệm, cả người bình tĩnh tường hòa, tới gần phía trước muốn thu hồi yêu hoàng xích. Một vị đại thánh đầu tiên ra tay, những người khác tự nhiên cũng không thể đứng yên, 6-7 vị đại thánh tuyệt thế đều tiến lên, thật thận trọng đi tới gần tế đàn thần ma. Loại cơ hội này ai nguyện ý buông tha? Binh khí một thế hệ của yêu hoàng, ngày nay gãy đoạn thành năm khúc nằm đó, phàm là tu sĩ đều động tâm. Những người khác như ngừng lại hô hấp, không dám đi tranh đoạt, chỉ lo lắng theo dõi. Hộ đạo giả nhân tộc có người chưa động, thân sắc biển đổi không chừng, chờ đợi thời cơ. Ầm. Đột nhiên, ngay lúc 6-7 vị đại thánh tới gần tế đàn, nó phát ra một quầng sáng, làm nổi bật cả vùng sương mù nơi đó. Rồi từng đạo huyết quang hiện lên, kết thành một hư ảnh áo trắng dựng thân tại đó đưa lưng về phía mọi người, yên lặng nhìn đế binh trên tế đàn. Phù phù. Gần như mọi người đều quỳ xuống, ai nấy đều cảm nhận được một loại uy áp muôn đời, đại thánh đều không kiềm nổi hai đầu gối run rẩy, phải dập đầu bái lại. Cảnh tượng này chấn khiếp mọi người. Trong nháy mắt này, mọi người biết rằng hư ảnh áo trắng kia khẳng định là yêu hoàng. Nói chính xác, đây là một đạo tàn ấn của yêu hoàng lưu lại, đến nay chưa tiêu tan theo năm tháng. Chỉ là một dấu vết tàn ấn mà thôi đã khiến cho đại thánh đều vội quỳ sát xuống, đây là loại cường đại cái thế đến cỡ nào. Tiếp theo, chợt hiện lên một vài bức hình ảnh, toàn bộ mọi người đều chấn động, thân thể run rẩy, rốt cục biết được vì sao yêu hoàng xích gãy đoạn. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1453, chinh chiến tiên lộ. Yêu hoàng đại chiến với ai? Ở niên đại đó, yêu hoàng có thể trấn áp vạn giới chư thiên, còn có người nào có thể bức hắn tới nông nỗi này? Thật là khó tin, vượt qua lẽ thường. Hình ảnh trong chiến đấu quá mức khủng bố làm cho đại thánh đều sợ run, rốt cuộc không kiềm nổi, toàn bộ nằm phúc xuống hô to, yêu hoàng. Đó là một đạo tiếp một đạo tiên quang diệt thế, nổ tung vũ trụ, dập nát trời xanh muôn thuở, vạn vực đều trong nháy mắt vỡ nát, tuyệt đối có thể giết chết tất cả thánh hiền trên thế gian. Duy chỉ có một thân ảnh áo trắng đứng sừng sững dưới bầu trời, mặc cho tinh tú tiêu tan, xem biển cả bốc hơi. Nhìn thiên vực trở thành cho bụi, thủy chung chỉ có hắn bất hủ, chịu đựng uy áp lớn lao này. Đó là yêu hoàng cái thế, một thân áo trắng hơn tuyết, con ngươi sâu sắc, ánh mắt khai thiên lập địa, bên trong ẩn chứa cảnh tượng tinh hà hủy diệt, hắn vẫn không nhúc nhích, trường tồn với thế gian. Tai nạn lớn như vậy, hạo kiếp lớn như vậy, bất kỳ một tia hào quang nào chiếu chúng đều có thể giết chết ngay cường giả chư thiên, có thể làm cho trong phút chốc trên đời không còn thánh, chỉ có xương trắng. Yêu hoàng quá mức cường đại, hoàn toàn không có phòng ngự, trong con người bắn ra tia sáng sắc bén, dường như vượt qua muôn đời truyền tới kiếp này, xâm nhập sâu trong tâm linh mỗi người. Ầm, ở trên đỉnh đầu hắn có một thanh thanh kim tiên xích xé nứt thiên địa, chém thần diệt tiên, nghịch hư không mà lên đánh cho càn khôn vỡ nát. Ở giờ khắc này, mọi người rõ ràng nhìn thấy tinh không muôn đời kia vỡ nát, cái gì cũng không còn lại. Lực lượng một kích này của yêu hoàng có thể nói vang dội cổ kim, thiên hạ không người nào có thể kháng cự. Đại thánh sợ run, đây chỉ là một kích yêu hoàng tùy tiện ra tay, cũng không phải là lực lượng đại tuyệt sát chân chính, vậy mà đã có thể diệt thế, hủy diệt vạn vực chư thiên. Nếu như bọn hắn ở đương trường, 100, 1 vạn người cũng không đủ để bị giết. Bất kỳ một tia sáng thật nhỏ nào đều có thể hủy diệt mọi người bọn họ ngàn vạn lần. Con kiến nhìn lên thương long đều không đủ để miêu tả cái nhỏ bé của bọn họ. Chênh lệch đến mức này quả thực khiến người ta tuyệt vọng, cùng so với đại đế kém quá xa, chỉ có tự mình nhìn thấy tự mình hiểu. Yêu hoàng đang tấn công tiên vực, hắn muốn thành tiên. Ngưu Ma Vương run run giọng nói. Đây là nguyên nhân làm cho tiên xích gầy thành năm đoạn sao. Yêu hoàng quá cường đại, mà đích xác tinh khí thần hắn lại vừa mới bắt đầu tăng lên, so với vừa rồi lập tức khủng bố hơn tới mấy chục lần. Càng thêm cao sâu không lường, mọi người không thể đo lường được, ngay cả nhìn lên cùng không thể. Cái gì cũng không còn tồn tại, nơi đó chỉ có một thân ảnh áo trắng, cô độc đứng trong cổ tinh, tiến quân tiên lộ, chinh chiến con đường trường sinh, hắn muốn thực hiện bất hủ. Đây là đại đế, chân chính đại đế ra tay chiến một trận, đáng tiếc chúng ta không được chứng kiến. Mỗi người đều cảm xúc mênh mông, chư hùng đều quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng đầu thì thào. Đại đế uy chân chính vừa mới bắt đầu.
Đáng tiếc vũ trụ xuất hiện sương mù hỗn độn mờ mịt, che chắn hết thảy tầm nhìn, bọn họ không thấy được cảnh tượng yêu hoàng chân chính phát uy. Mọi người đều rung động, lần đầu tiên nhìn thấy đại đế cổ ra tay, mà lại là chinh chiến tiên vực, muốn cường thế đánh tạo ra tương lai cho bản thân, đánh ra một bầu trời sáng sủa. Tiến quân tiên vực, yêu hoàng quá cường đại. Thế gian đã không có gì để theo đuổi, hắn đang tấn công con đường trường sinh. Trong quá trình thân ảnh áo trắng kia chinh phạt tiên lộ, ngàn vạn đạo tiên quang rực rỡ chiếu xuống, có thể giết chết vạn vật sinh linh chư thiên, mà hắn lại hồn nhiên không sợ, vẫn độc tôn ở trong hỗn độn. Yêu hoàng giống to muốn tiến vào tiên vực, có một loại tiên quang cực lớn ngăn cản, quét ngang hết thảy kẻ phạm nghịch. Loại lực lượng tiên đạo này hủy diệt càn khôn, tinh vực nát tan. Vì sao không thể nhìn thấy? Đây chính là đại đế chân chính ra tay, chúng ta ngay cả tư cách chứng kiến cũng không có sao. Có đại thánh run run nói, coi như nói thay tiếc nuối cả đời của chư đại thánh. Ầm. Ở bên trong hình ảnh, yêu hoàng xích bay thẳng lên trời, mang theo hỗn độn khí ngập trời, phóng thích. Tiên lực như là đã đánh vỡ cái gì. Thấy rồi. Ta nhìn thấy rồi. Yêu hoàng ra tay công kích tiên lộ. Ngay lúc này, Bách Kiếp đạo nhân đột nhiên kêu lớn, thần sắc phi thường kích động. Hắn thân là đại thánh, và lại có được một đôi mắt cực kỳ quỷ dị, giúp hắn bắt giữ được cảnh tượng mơ hồ, nhìn thấy một bức hình ảnh yêu hoàng đang tấn công con đường trường sinh. Bách Kiếp đạo nhân thể xác và tinh thần sợ run, quỳ rạp xuống đất, trong miệng lẩm bẩm, không ngừng dập đầu. Biểu hiện của hắn khác nhau rất lớn với ngày thường, hiện tại dáng vẻ hắn thành kính như là một tín đồ. Yêu hoàng vĩ đại, mang đến cho thế hệ chúng ta một tia sáng hy vọng, chứng kiến tồn tại của tiên vực, ta tin tưởng nhất định là nó gần như sắp mở ra rồi. Bách Kiếp đạo nhân kêu to, hình dạng như điên cuồng, không còn có một chút tâm tính vui đùa cối trần, như là một tên điên cuồng, gương mặt đều vặn vẹo. Tiên vực, bước trên con đường trường sinh, đánh ra một bầu trời sáng sủa, thật sự có thể thấy được tiên vực tồn tại sao? Những người khác cùng đều khiếp sợ, tâm thần đều đang run rẩy. Giống như chuyện thần thoại, hình ảnh trên tế đàn thần ma vừa chuyển, đúng lúc này rất nhiều người đều nhìn thấy trong thiên địa vỡ nát kia như là xuất hiện một con đường trường sinh. Yêu hoàng tuyệt đại áo trắng nhuộm máu đang đi tới từng bước một, cất bước về hướng bất hủ, hướng về một cái bờ đối diện không biết, hướng về tương lai của hắn. Mọi người không biết yêu hoàng đã trải qua trận chiến trước đó như thế nào, phải trả cái giá như thế nào mới đánh ra một con đường như vậy. Mọi người đều ngây người như tượng đất, đó là đại đế chân chính ra tay, khai sáng thần thoại vô thượng, đánh ra một con đường như vậy, rồi từng bước một đi tới trước, ánh mắt kiên định. Cường đại như yêu hoàng vì chinh chiến con đường này cũng phải bị trọng thương. Quần áo trắng nhuộm đầy vết máu, làm cho tư thế oai hùng của hắn càng thêm nổi bật xuất chúng. Diêu, Trần thoát tục, yêu hoàng tuyệt đại tư thế oai hùng vĩ ngạn, mái tóc đen tung bay tự nhiên, trên áo trắng hơn tuyết kia nở rộ điểm điểm hoa máu. Khí chất siêu phàm, phong thần như ngọc, đây là một nam nhân giống như một vị thần. Đánh ra tiên lộ, đánh ra một mảng bầu trời sáng sủa. Mọi người đều kinh sợ đến ngây người, toàn bộ đều rúng động. Đây là sáng tạo lịch sử, khai sáng một thần thoại chưa bao giờ có. Mọi người gần như hít thở không thông, tất cả đều huyết khí sôi trào, không kiềm nổi muốn giống lên. Quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai cũng không nhất định có. Chưa bao giờ nghe nói qua, có người muốn bước vào tiên vực, đánh ra con đường trường sinh, yêu hoàng thành tiên rồi sao? Mọi người nhiệt huyết sôi trào, dường như là chính mình đang trải qua đoạn thần thoại này, khai sáng ra sự kiện vô thượng trọng đại xưa nay chưa từng có, họ muốn la to để cho thiên địa vũ trụ biết. Chư thánh run rẩy quỳ xuống, vô cùng thành kính phát ra từ nhiệt tâm. Đây là yêu hoàng áo trắng tuyệt đại, nam nhân như một vị thần này dường như đang quan sát mọi người nhiệt tình tôn kính. Phốc, lúc này trên con đường vô tận mà xưa nay anh kiệt mong được, cực kỳ bi ai, trên tiên lộ tuyệt vọng. Yêu hoàng há mồm phun ra một búng máu, là tươi đẹp thê lương như thế, nhưng lại làm cho tâm thần mọi người cùng thống khổ theo hắn. Thân thể yêu hoàng loạng choạng thiếu chút nữa ngã xuống trên đường, máu đỏ tươi ướt đẫm áo chiến màu trắng, điểm điểm nở rộ, là đẹp mắt như thế nhưng lại làm cho lòng người rung động. Mọi người không nghĩ tới yêu hoàng bị thương nặng như vậy, vượt qua tưởng tượng. Đây chính là một vị đại đế, không ngờ bước chân trên đường đều loạng choạng, gian nan cất bước trên tiên lộ. Đại đế cổ bị thương rồi, linh hồn mọi người sợ run, điều này đối với họ mà nói đúng là sự kiện không có thể tưởng tượng. Đại đế đại biểu cho cực đạo của thế gian, có thể trấn áp trời xanh muôn thuở, chưa bao giờ nghe nói bọn họ sẽ bị thương nặng.
Dưới tình huống bình thường mà nói, bọn họ là vô địch thế gian, là độc tôn 9 tầng trời 10 tầng đất, sẽ không bị mảy may thương tổn mới đúng, cho dù một vết rất nhỏ cũng không có khả năng. Ta cuối cùng già rồi, không còn sôi nổi như năm xưa. Yêu Hoàng lẩm bẩm nói, có một loại cô đơn hiu quạnh. Tuy rằng tư thế oai hùng vĩ ngạn, khuôn mặt Yêu Hoàng vẫn còn trẻ như trước, nhưng trong con người lại là muôn đời tang thương. Đây là hắn lúc tuổi già, đã sớm mất đi thời điểm cường thịnh đỉnh phong. Dù tồn tại có vĩ đại mấy đi nữa, cuối cùng cũng có một ngày già đi, đây là chuyện không làm sao được, đây là nỗi bi ai của đại đế. Nguyên thần bọn họ sắp bị hủy diệt, ảnh hưởng toàn thân các nơi huyết khí khô cạn, rồi sẽ mất đi ánh sáng huy hoàng vô địch ngày xưa. Đây là một ngày sớm muộn gì cùng sẽ tới, không thể tránh né. Mọi người đều rất khẩn trương như ngừng lại hô hấp. Địa phương này, lúc này lặng ngắt như tờ, tâm hồn mọi người đều đang run rẩy, chú ý theo dõi không hề chớp mắt. Yêu Hoàng có không đi đến cuối con đường, có không khai sáng con đường trường sinh bất hủ đi tới đỉnh cao. Nếu như trở thành sự thật, thì sẽ đảo điên nhận thức của mọi người từ xưa đến nay. Mọi người gần như nín thờ chờ đợi kết quả cuối cùng, đây là một loại giày vò, là Yêu Hoàng trở thành tiên hay là kết thúc trong ảm đạm. Yêu Hoàng tuyệt đại cất bước, hắn khó có thể ổn định thân hình, lắc lư kịch liệt, vài lần thiếu chút nữa té lăn trên đất. Đây chính là đại đế cổ chưa từng bị khốn đốn như vậy. Một nhân vật không gì làm không được, trấn áp 9 tầng trời 10 tầng đất, lúc này lại lung lay sắp đổ, gian nan bước tới trước, sắp té ngã trên con đường kia. Ầm, đột nhiên, con đường đứt đoạn, phía trước không thấy tiên, sau lưng không thấy lối về, cái gì cùng không còn tồn tại, Yêu Hoàng bay tung đi, máu tươi nhuộm đỏ hư không, bị đánh bại. Trong lòng mọi người căng thẳng, như là bị một bàn tay to nhéo một cái, theo đó là thống khổ, đây là một loại đại hận muôn đời. Hỗn độn như thác nước vô tận buông xuống bao phủ nơi đó, chôn vùi Yêu Hoàng một thế hệ, không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có thanh âm truyền ra. Muôn đời a, chỉ hiện ra trong một chớp mắt địa điểm chính xác duy nhất. Với chiến lực đỉnh phong phân tranh một trận cùng trời, cộng với rất nhiều nhân tố cùng một chỗ, có lẽ ta có thể phá tan. Thăng hoa cực hạn, đáng tiếc, ta già rồi, không còn chiến lực đỉnh phong nữa rồi. Yêu Hoàng cô đơn hiu quạnh, nói lời thê lương mang theo vô tận tiếc nuối, chỉ kém một chút, lại ngã xuống trên tiên lộ. Giờ khắc này, suy nghĩ của Yêu Hoàng dường như xỏ xuyên qua cổ kim tương lai, làm cho mỗi người đều cảm nhận rõ ràng loại tâm tình của hắn lúc đó. Một con thỏ tuyết vốn là một sinh linh nhỏ yếu nhất, nhưng nó lại từng bước một đi tới trước. Cuối cùng hóa thành Yêu Hoàng vô địch trên trời dưới đất, danh chấn muôn đời, khai sáng ra một thời thịnh thế rực rỡ nhất. Tuyết Nguyệt Thanh hắn kỳ tài ngút trời, tung hoành cả đời, ở trong khoảnh khắc muôn đời vừa hiện kia, chiến mỡ ra tiên lộ xông lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể đi tới được trung điểm. Năm tháng nhẹ lướt qua thời gian điểm tới quá muộn, khi đó Yêu Hoàng đã không còn trẻ tuổi. Với năm tháng đại đế cũng có lúc suy yếu, chỉ thiếu chút nữa nhưng chung quy không thể tiến quân tới điểm cuối của tiên lộ. Chư hùng rơi vào trầm mặc, từng người lòng có cảm thán, là thở dài than tiếc cho Yêu Hoàng tuyệt đại, chỉ kém một bước như vậy, chung quy vẫn thất bại. Mọi người vì Yêu Hoàng mà nuối tiếc, trong lòng có ưu tư có bi ai. Thật sự rất tiếc nuối, nam nhân như một vị thần này không phải không đủ mạnh, nhưng trạng thái mạnh nhất của hắn đã trôi qua rồi. Yêu Hoàng rốt cuộc có bao nhiêu thần vĩ? Nếu là huyết khí tràn đầy, đúng thời điểm chiến lực đỉnh phong, có lẽ đã thành công. Đáng tiếc, kết quả như vậy làm cho trong lòng mọi người chỉ có thể tiếc hận, lặng lẽ cảm thán. Khuyết điểm của Yêu Hoàng có một loại cộng minh, ghi dấu sâu trong lòng mỗi người. Lại đến một lần, với mạng ta chống đỡ. Tại trong thần thác nước hỗn độn chôn vùi Yêu Hoàng kia, một thanh lượng thiên xích vọt lên, thay mặt Yêu Hoàng tuổi già mà chiến. Nhằm về phía tiên lộ bị cắt đoạn kia, muốn một lần nữa đánh ra một thông đạo. Bỏ đi, thời gian đã qua rồi, Yêu Hoàng thì thào. Tiên xích nghịch thiên không cam lòng, vì Yêu Hoàng mà bi ai, nó huy động lực lượng cực đạo, tấn công vào hướng trung điểm thần thoại kia, muốn thay đổi kết cục lấp đi khuyết điểm này. Thần uy của đại đế chân chính, ở nơi đó, thời gian hỗn loạn, không gian tan vỡ, hoàn toàn đại loạn, mọi người đều không nhìn thấy gì nữa. Cuối cùng kết quả đã sớm chú định, Yêu Hoàng xích thất bại, thân cây thước từ thanh kim luyện chế thành bị gãy đoạn, thần niệm ẩn chứa bên trong gần như tan biến hết. Nó bị hủy trên tiên lộ, bị gãy thành năm đoạn. Tiên lộ không được thì thôi, sao ngươi lại mất đi? Yêu Hoàng tuyệt đại áo trắng nhuộm máu, một mình cô độc thở dài bay theo gió, đứng trên đống đất vàng,
tự tay chôn binh khí đã làm bạn chinh chiến cả đời với mình. Yêu hoàng đã già rồi, không còn đủ sức để chữa trị cho yêu hoàng Xích. Các bạn đang nghe truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1454, đoạt tiên Xích. Đây là một loại khuyết điểm do đời người, thật sự là khiến người ta khó có thể chấp nhận, yêu hoàng một thế hệ ôm lòng tiếc nuối. Kết thúc trong ảm đạm, trong hư không lạnh lẽo tiễn đưa binh khí làm bạn chinh chiến cả đời với mình, rồi chôn trong mảnh đất vàng. Mà chính yêu hoàng cũng sống không bao lâu, lúc tuổi già tới, nguyên thần bị năm tháng khắc ra từng đạo ngân, thân thể tự nhiên cũng sẽ không thể ở lại lâu dài, trừ phi hai người chia lìa. Yêu hoàng bị thương, lượng thiên Xích bị gãy thành năm đoạn, lưu lại một hồi nuối tiếc, nam nhân tuyệt thế này gần cả trăm vạn năm trước đã kết thúc trong ảm đạm. Đáng tiếc cho Tuyết Nguyệt Thanh một chí tôn thần vĩ như vậy. Quầng sáng tan đi, dấu chân trên tế đàn thần ma biến mất, đến tận đây uy áp mênh mông bàng bạc dần tiêu tán đi, chỉ để lại năm đoạn gãy của yêu hoàng Xích. Năm đoạn gãy đế binh ghi lại tất cả dấu vết trận chiến năm xưa ấy, đáng tiếc thần linh ẩn bên trong gần như tan biến, ngày nay chỉ còn lại chút mảnh vỡ lạc ấn mà thôi. Đại thánh đứng lên, chư hùng cùng không dập đầu nữa, tất cả đều nhìn chằm chằm các đoạn gãy yêu hoàng Xích. Nó là dùng vũ hóa thanh kim luyện chế thành, mặt trên có mảng lớn dấu nứt như lông chim, giống như phi tiên. Cường giả địa phủ, chủ thần cầm cái đỉnh đồng mà đến, cùng với mấy vị đại thánh khác gần như cùng một lúc ra tay, đều tự vươn ra một bàn tay to chộp tới phía trước, đều muốn đoạt đoạn gãy đế binh. Mỗi người đều nội liễm sát niệm, phóng thích tường hỏa. Mặc dù là thần ma hắc bào đến từ địa phủ, bàn tay to đen nhánh đầy lông đen dài kia cũng không để lộ ra thánh huy. Xa xa, mọi người đều cực kỳ hâm mộ, cũng chỉ có nhân vật cấp số này mới có thể tranh đoạt đoạn gãy đế binh. Những người khác có muốn cũng không cần nghĩ tới, ở niên đại không có đế này đại thánh là tồn tại tuyệt đỉnh. 6-7 bàn tay to đồng thời hạ xuống, mắt thấy sắp nắm được mấy đoạn binh gãy. Thế nhưng đúng lúc này một cổ sát ý ngập trời thổi quét tới, quét ngang trên tế đàn thần ma, có muốn ngăn lại cũng không được. Mọi người đều rúng động, tạo ra cảnh tượng này là phải giết biết bao nhiêu sinh linh mới có thể tạo thành. Mọi người đều như nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, máu tươi tung tóe ngập trời, xương trắng chất thành núi. Ai vậy? Tại thời khắc mấu chốt này mà lại dám thô bạo như thế, vận dụng sát ý đáng sợ nhất với ý đồ, kích hoạt các đoạn gãy đế binh, nhằm vào mấy vị đại thánh. Ầm. 6-7 vị đại thánh xoay người bước đi, đều từ trong thân thể hóa thành từng đạo hư ảnh lưu lại tàn quang trên không trung, tất cả đều xé rách vòm trời cao, rút lui về phía cuối chân trời. Bọn họ vô cùng phẫn nộ. Đây rõ ràng là muốn tính kế bọn họ, muốn một lưới bắt hết mấy người, toàn bộ hại chết. Đế uy đáng sợ xuất hiện, các đoạn gãy yêu hoàng Xích bị kích hoạt phát ra dáng mây xanh, bay lên lạc ấn trong thiên địa. Năm đoạn gãy nhằm về phía năm phương vị bất đồng, quét ngang mọi người. Phốc. Thạch Nhân Thánh Linh là bi kịch nhất, trên người hắn có cây thước từ tiên lệ lục kim chế thành, ở trong cơ thể hắn không chịu khuất phục, tản phát ra một lũ thần uy, kết quả lập tức bị bám sát. Một đạo thần mang hiện lên, nửa người Thạch Nhân bị xuyên qua, máu tươi chảy đầm đìa, rơi xuống trong hư không làm cho núi rừng phía dưới bị phá hủy không thành hình dạng gì. Thạch Nhân thét to, tự mình ra tay chém xéo xuống vai, chặt đứt một nửa thân thể, phòng ngừa bị động hóa đạo, rồi sau đó cực nhanh hạ xuống dùng hết khả năng rất nhanh chữa trị thạch thể. Hắn là tồn tại chí cường trong đại thánh, trước nay chưa bao giờ chật vật giống như hôm nay, không nghĩ tới liên tục bị thương nặng, khiến hắn lửa giận bốc lên ngập trời, nhưng không thể không ẩn nhẫn lại. Soạt, Ngưu Ma Vương cũng bị đánh trúng, ngoại trừ tổn thất một khối hóa thân, còn bị đập nát một cánh tay, máu đại thánh rơi vãi làm cho sắc mặt hắn khó xem đến cực điểm. Thần ma hắc bào của địa phủ giống giận, tìm kiếm thủ phạm, hắn gần như bị một đoạn binh gãy đóng đinh, vội dùng một khối thần thi tế luyện nhiều năm thay thế, tránh thoát một kiếp. Chủ thần của tổ chức thần cũng sắc mặt khó coi, trên cái đỉnh đồng xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng nắm tay, hắn cùng gặp phải một lần tập kích cực kỳ nguy hiểm. Là đại ma thần, chỉ có hắn mới có sát khí như vậy. Hắn từng hủy diệt một viên sinh mệnh cổ tinh, sinh linh chết đi vô số. Có người kêu lên, nếu thật đúng như thế, đại ma thần rất khủng bố, dám hạ độc thủ nhằm vào đại thánh quả nhiên là to gan lớn mật. Việc này đã không thể dùng từ đoạt thức ăn trong miệng hổ để hình dung, mà phải nói là hành vi nghịch thiên. Mặc dù hắn rất cường đại,
là một trong chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc, đánh khắp tinh lộ không đối thủ, nhưng cũng không có khả năng khiêu chiến với đại thánh tuyệt đỉnh. Mà lúc này, dám ra tay cần phải có một loại quyết đoán lớn. Đại quân các tộc đến đây gần cả trăm lộ, mỗi một lộ nhân mã đều vô cùng đông đúc, khi cổ khí tức thây chất thành núi máu chảy thành sông kia biến mất, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được. Hơn nữa, lúc này các tộc đại loạn, chỉ bằng vào tiếng giống giận của đại thánh đã không làm nên chuyện gì, mọi người đều bắt đầu tự chạy trối chết, tự nhiên càng kích động dậy lên sát kiếp. Phốc, phốc, đây là một mảng máu nhuộm càn khôn, đoạn gãy đế binh chấn động chính là một màn mưa máu bay tán loạn, cường giả ngã xuống lớp lớp, khó có thể ngăn cản loại đế uy này. Có lẽ không phải đại ma thần mà là nhân vương ra tay, dẫn động đoạn gãy đế binh, có người kêu lớn. Hiện trường sớm đã hỗn loạn, đối với đại đa số người mà nói, trước mắt là ai ra tay không trọng yếu. Mọi người đều tranh nhau cùng chạy trối chết, muốn rời khỏi vùng đất ma đẫm máu này, chỉ chậm một bước đều có thể sẽ NGA xuống. Chỉ có mấy vị đại thánh vừa rồi tức giận, phẫn hận người trong bóng tối giáp tâm hại người kia, không ngờ dám hạ độc thủ với bọn họ như thế. Quả thật nuốt không trôi cục tức này. Bọn họ linh giác mẫn tuệ sâu sắc, nhưng cũng không thể ở trong đám đông người như vậy tập trung người kia, chỉ biết hắn là một tên hậu bối, là một trong mấy chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc. Đại ma thần ở đâu? Lão Ngưu ta đánh chết tươi ngươi. Ngưu, ma vương giống to, trợn trừng đôi mắt trâu to đùng như là hai viên đại tinh áp xúc ở nơi đó. Nhân vương, ta thật muốn nhìn xem, ngươi có đáng xưng vương trong đám người hay không? Thạch nhân thánh linh cũng phát ra thanh âm lạnh lẽo, tràn ngập lành liệt cùng tàn khốc. Hai người này dĩ nhiên không phải thật sự lập tức liền xác định kẻ ngầm ra thủ. Nhưng nếu đã có người nói là đại ma thần hoặc nhân vương gây nên, như vậy bọn họ xem như chính là hai người đó thì có sao? Dù sao đó là chí tôn trẻ tuổi của nhân tộc, ngày nay gạt bỏ một hai người càng tốt, tránh cho tương lai trở thành mối họa lớn. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lão Tăng đến từ A-di-đà cổ tinh vực miệng tụng Phật hiệu, đôi hàng lông mi vàng cụp xuống, ngăn cản hai đại cường giả. Nói, ai là người ra tay còn không thể xác định, thỉnh hai vị không nên lỗ mãng. Ngưu ma vương kêu lên, chọc đầu, ngươi nói dễ nghe. Một đám thằng nhóc nhỏ chưa mọc râu mà dám cười trên đầu trên cổ chúng ta, còn muốn che chở cho chúng hay sao? Hòa thượng, lo tu hành đi, đừng xen vào việc của người khác. Đây khẳng định là mấy tên trẻ tuổi nhân tộc các ngươi làm ra, lá gan quá lớn đấy. Một vị tà thần cũng thần sắc âm trầm, nói, cứ dứt khoát giết cái sạch sẽ là xong. Ở trên cổ lộ nhân tộc ta e rằng được vô lễ với người vô lễ. Hộ đạo giả nhân tộc đều đứng dậy, ngăn cản bọn họ. A, à, liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, năm đoạn đế binh đều bay vụt lên, tạo thành sát kiếp thật lớn, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, vô cùng thê thảm. Ngay cả đại thánh đều không chống lại được, không dám ở lâu, tất cả tránh ở trong đám người vừa rút lui vừa quan sát. Cảnh tượng lúc này quá mức khủng bố. Duy nhất khiến người ta bình tĩnh lại chính là một lát sau, năm đoạn đế binh dường như có một tia thanh tỉnh, quay về lại suy nghĩ nào đó từ muôn đời trước, giết chóc dần dần đình chỉ. Thần linh chân chính bệnh trong yêu hoàng xích đã tan biến, còn lại chỉ là chút tàn niệm nhiều năm qua tẩm bổ tái sinh trưởng đã sớm biển dị, không còn là đế binh ngày xưa. Cung Minh tiên xích trở về vị trí cũ. Người trùm áo đen của địa phủ phát ra một tiếng giống to, miệng tụng chân kinh. Không ngờ là một đoạn yêu văn của thái cổ, lưu động ra một dao động kỳ dị thức tỉnh lại ký ức của đế binh. Kèm một tiếng, một đoạn gãy tiên xích bay vào bên trong cỗ quan đồng thau, va chạm vang lên một tiếng nổ, nhưng cùng không phải chân chính công kích. Đó là một đoạn thần văn yêu tộc, là yêu hoàng lưu lại. Ai cũng không nghĩ tới người của địa phủ lại nắm giữ được một đoạn, tỏa sáng cảm nghĩ tốt của tiên xích. Nhưng mà, một mảng xương máu cuồn cuộn mãnh liệt quét tới, sát phạt khí ngập trời, trong nháy mắt đánh vào trong quan tài. Rắc. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi tai nạn, tiên xích trong quan tài đồng thau bị kích động đánh xuyên qua, cả vật thể cỗ quan nứt nẻ, xuất hiện một lỗ thủng lớn. Ai? Người trùm áo đen của địa phủ quát to lanh lãnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía chủ thần cầm cái đỉnh. Địa phương này hoàn toàn hỗn loạn, các đoạn gãy yêu hoàng xích không còn cuồng bạo như trước, các đại thánh bắt đầu thi triển hết thủ đoạn muốn làm chúng bình tĩnh trở lại, dẫn tới bên cạnh mình. Bỗng nhiên vô tri vô giác, tiên xích đã ít đi một đoạn, không có người nào biết nó đi về đâu. Các đại thánh đều lộ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong bóng tối, Diệp Phàm cùng nhíu mày một cái, chẳng lẽ là đại ma thần hay là nhân vương ra tay?
Có thể khẳng định, ban đầu hạ độc thủ nhằm vào các đại thánh đích xác là một vị trong chí tôn trẻ tuổi một thế hệ. Diệp Phàm lặng lẽ tụng một đoạn kinh văn, vốn là từ trong cỗ quan tài chín con rồng kéo, chỉ thấy có một cổ tinh khí thần tràn ra, cũng không có thần niệm hay thanh âm gì. Đồng thời, hắn vận dụng bí quyết chữ binh là bí thuật, chữ binh tối cao nắm trong tay vạn vật thiên địa này, tiến hành triệu hoán một đoạn gãy tiên xích. Đây không phải là giam cầm, mà là một loại trao đổi, bí quyết chữ binh kết nối cùng một đoạn gãy tiên xích, trong nháy mắt làm cho sao động của nó giảm yếu bớt tới cực hạn. Kinh văn trong cỗ quan tài chín con rồng kéo cùng không mãnh liệt lắm, nhưng thật ra thanh đế cửu trảm cùng với tâm kinh liền phát huy ra thần hiệu. Đây là một bộ phận cương lĩnh nội dung quan trọng, Diệp Phàm trao đổi cùng Bàng Bác từ trước. Dưới tác dụng song trọng của yêu đế tâm kinh cùng với bí quyết chữ binh, thần huy nhoáng lên một cái một đoạn tiên xích liền biến mất, xuất hiện trong cơ thể hắn. Đoạn gãy yêu hoàng xích thứ hai bỗng không biến mất, ai cũng không biết nó chìm sâu vào trong luân hải của Diệp Phàm. Ở nơi đó có một gốc cây thanh liên ba lá run lên, lập tức làm cho đoạn đế binh này hoàn toàn yên tĩnh. Mà Diệp Phàm thì lại nhảy dựng trong lòng, hắn trầm mặc một hồi lâu. Gần như trong nháy mắt, khi Diệp Phàm phục hồi tinh thần lại, đoạn gãy thứ ba của tiên xích biến mất, không thấy bóng dáng, không biết rơi vào trong tay người nào. Mọi người đều biết, khẳng định không có khả năng dùng thủ đoạn cường thế áp bức tiên xích, bằng không nhất định sẽ rơi vào kết cục bị yêu hoàng xích đánh thành cho tàn. Mọi người tin chắc rằng người thu được, nếu không phải có được bí pháp của yêu hoàng lưu lại trên đời này, thì chính là có quan hệ rất mật thiết cùng yêu tộc, nên có thể làm thức tỉnh lại ký ức cũ của tiên xích, chiếm được tán thành. Các đại thánh đều thần sắc lạnh xuống, nhìn không ra hỉ nộ ái ố gì, không biết trong bọn họ ai đã thu được, tất cả đều không nói một lời, đều ngấm ngầm kêu gọi hai đoạn đế binh còn lại. Diệp Phàm ngưng thần, lẳng lặng tụng thanh đế cổ kinh, cùng bí quyết chữ binh câu dẫn một đoạn tiên xích khác. Lần này hắn gặp lực cản thật lớn, bởi vì có người thần bí nào khác cũng đang kết nối với yêu hoàng xích. Vù, thanh hà chợt lóe sáng một cái, tiên huy xé rách hư không, đoạn tiên xích thứ 4 biến mất, kết quả cuối cùng là chìm sâu vào trong luân hải của Diệp Phàm, bị hắn thành công thu được. Tổng cộng có 5 đoạn đế binh, mà lúc này hai đoạn tiên xích trong đó rơi vào tay Diệp Phàm. Điều này làm cho hắn cùng cảm thấy bất ngờ. Tại đây, không dưới 11 vị đại thánh, không ngờ lại thu được hai đoạn yêu hoàng xích, quả thực ra ngoài ý liệu của hắn. Soát. Ở trong luân hải của hắn, cây thanh liên kia nhẹ nhàng lay động, hai đoạn tiên xích đều bình tĩnh lại, mơ hồ lưu động phát ra một loại thanh huy, có vẻ thực bình thản. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1455, thi loạn. Trong luân hải hai đoạn tiên xích bình ổn, lưu động ra thanh huy mênh mông, có vẻ thực bình thản. Diệp Phàm ở phía sau ra tay tranh đoạt đế binh cùng đại thánh, không khác gì cướp thức ăn trong miệng hổ. Một khi bại lộ chính là tới một hồi tai nạn. Nơi đây đại loạn, tất cả mọi người đều tìm cách lấy yêu hoàng xích, loại đồ vật này không thể dùng sức mạnh đoạt lấy. Chỉ có thể tiến hành trao đổi và kết nối với nó, bằng không ngay cả đại thánh đều bị đánh thành bụi bậm. A-di-đà Phật. Lão Tăng hàng mi vàng miệng tụng Phật hiệu, dưới chân tử kim Phật kiều kéo dài ra, một cổ tín ngưỡng lực tinh thuần và tường hòa lưu động vờn quanh đoạn tiên xích cuối cùng. Lão Tăng đạo hạnh cao thâm, thân thể lão được bao phủ trong vầng Phật quang, phụ trợ lão bảo tướng trang nghiêm, chư thiên Bồ Tát, cổ Phật hiển hóa trên đỉnh đầu lão. Bọn họ cùng tụng cổ kinh, cùng kết nối với yêu hoàng xích, như muốn dẫn vào Phật môn, trở thành đạo khí hộ giáo. Một cái đại đỉnh chìm nổi, chủ thần đến từ tổ chức thần ra tay. Hắn thúc động binh khí, trên vách đỉnh hiện lên các loại đồ án, tiên dân thượng cổ, tranh hoa điểu, ngư trùng, mưa gió sấm sét đều hiện ra. Trong đó ẩn chứa một loại sinh cơ lúc vạn vật sơ khai, khai thiên lập địa, hóa thành một cổ tiên tinh chảy vào đoạn tiên xích kia dường như tiến hành tu bổ cho nó. Keng keng, cường giả áo bào đen đến từ địa phủ không cam lòng lạc hậu, cổ quan run rẩy dữ dội, vang lên một đoạn táng kinh, như là lòng mang kính ý tế điệu yêu hoàng. Các đại thánh đồng loạt hành động, cùng thi triển thủ đoạn tranh đoạt đoạn tiên xích cuối cùng, về phần 4 đoạn trước rơi vào trong tay người nào, không ai biết được. Dựa theo lẽ thường mà nói, hẳn là cũng rơi vào trong tay bọn họ. Diệp Phàm nhíu mày suy nghĩ, đoạn tiên xích này không chiếm được rồi. Mấy vị đại thánh cùng tranh đoạt, đúng lúc này mà cướp thức ăn trong miệng hổ hơn phân nửa xảy ra vấn đề lớn.
lão tăng đến từ A Di Đà cổ tinh vực tế ra một cái bình bát, Phật quang chiếu rọi sáng rực lên, bên trong lại có rất nhiều yêu văn, thể chữ như chân long, như kỳ lân. Chủ thần của tổ chức thần không cam lòng tụt lại phía sau, trên cái đại đỉnh kia vạn linh cùng hiện ra cộng minh với yêu hoàng xích kia, muốn được nó tán thành. Đồng thời trong lúc đó, Bách Kiếp đạo nhân ngồi xếp bằng trên hư không, ngâm tụng yêu kinh. Hắn là lão yêu chân chính, máu trong cơ thể chen chúc lao xuống, dùng thân phận của đại thánh yêu tộc tiến hành kêu gọi. Tại địa phương này, thần phong gào rít giận dữ, các đại thánh mỗi người đều hiển lộ thần thông, hô phong hoán vũ, vãi xuống tế đàn, tiến hành một hồi so tài trí cường. Diệp Phàm không một tiếng động lui về phía sau, xen lẫn trong rất nhiều tu sĩ rời Đế Binh Sơn, xuất hiện ở một vùng cổ địa khác trong phần mộ. Hắn không muốn bị cuốn vào trường phong ba cuối cùng kia. Sau nửa canh giờ, tấm màn lớn hạ xuống, một đoạn tiên xích cuối cùng bị người thu được, khắp vùng núi khôi phục bình tĩnh. Các đại thánh sắc mặt đều lạnh lùng, nhìn không ra dao động nỗi lòng, không biết trong trường so tài. Vừa rồi, cuối cùng người nào có thu hoạch? Năm đoạn đế binh tất cả đều biến mất không thấy. Chúng ta phải ra ngoài đi, không tiến tới nữa, có bộ phận tu sĩ kêu lên. Địa phương này quá mức nguy hiểm, bọn họ không muốn xâm nhập vào lăng mộ đại đế, sợ uổng mạng vô ích tại đây. Bọn họ là tán tu, không có đầu lĩnh cường đại nào che chở. Mặt khác các lộ đại quân coi như bình tĩnh, không có tiếng động lớn rầm rĩ, bởi vì bọn họ được đại thánh hộ tộc điều động tới. Một đạo lại một đạo thần niệm cường đại quét tới, muốn nhìn xuyên qua vô số tu sĩ ở đây. Có đại thánh không cam lòng, muốn tìm ra yêu hoàng xích đã rơi vào trong tay người nào. Đại quân các tộc tiếp tục đi ra, rời vùng núi này, hướng tới một phương vị khác. Đột nhiên phía trước truyền đến một dao động kịch liệt mà quỷ dị. Ở nơi đó, có một ngọn núi lớn vắt ngang trên hư không, một đầu thật xích long lớn quay quanh trên không trong một cổ động. Tọa kỵ của yêu hoàng, đúng là con xích long trước đó hiển hóa, nó cư ngụ chỗ này, ngay trên vòm trời phía sau ngọn núi Đế Binh. Lúc này dao động cực lớn trấn áp mọi người, ngay cả đại thánh đều trong lòng run lên, cẩn thận đối kháng. Cháu lớn, chớ quên lão thúc. Bách Kiếp đạo nhân tinh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy long mã, đang chìm nổi ở ngay miệng động rồng, từng đợt long khí lượn lờ quanh nó. Các đại thánh đều trầm mặc suy nghĩ, lần này quan sát gần gũi mới phát hiện, xích long cũng không phải là chân thân, mà là một cỗ tinh khí bất diệt bao quanh một đoạn lạc ấn. Nó căn bản không phải sinh mệnh thể, mà chỉ là tọa kỵ của yêu hoàng lưu lại một đoạn ấn ký mà thôi. Nghĩ kỳ lại cũng đúng, ngay cả yêu hoàng một thế hệ đều kết thúc trong ảm đạm, thì tọa kỵ của hắn sao có thể sống đến bây giờ, tất nhiên sớm đã trở thành bụi bậm trong năm tháng. Hình thể ngọn núi này rất giống một phần mộ cổ, nguy nga bàng bạc treo ở giữa. Thiên địa là phần mộ dành riêng mai táng con xích long. Trên thực tế, con tọa kỵ này đã chết trước yêu hoàng, mặc dù nó có nghịch thiên mấy đi nữa cũng không phải đại đế. Không có khả năng sống lâu hơn, không thể làm bạn với yêu hoàng đi chinh chiến tiên lộ, không đi hết một đoạn năm tháng cuối cùng kia. Có lẽ trước đó là yêu hoàng tự tay chôn con tọa kỵ chết già của mình, lập bia mộ cho nó trong vùng đất này. Sau năm tháng dài lâu, một con long mã khác xuất hiện đã dẫn động bộ phận tinh khí của xích long lưu lại trong phần mộ, nên phóng về phía đồng bạn, giao hòa với nhau. Có thể nói, đây là một hồi may mắn lớn của long mã. Đây là kế thừa của đồng loại, là tâm pháp của tổ tộc long mã lưu lại, được yêu hoàng một thế hệ cải tiến qua, người thường không chiếm được. Chư hùng hâm mộ, cho dù có thu được đoạn tiên xích cũng khẳng định không lớn hơn so với thu hoạch của long mã. Nó nhận được kế thừa vượt qua muôn đời, tắm rửa thanh tẩy trong tinh khí của xích long. Khiến người ta không cam lòng chính là khó có thể tới gần, nơi đó có long mã bộ tộc lạc ấn, người thường khó có thể chạm đến. Trong dòng sông lớn cuồn cuộn, một dòng chảy từ trong cổ mạch xa xa lao ra, đây là Hoàng Tuyền. Mọi người cố ý tránh đi, muốn đi tới trước thăm dò các nơi khác, nhưng đúng là vẫn còn gặp lại. Dòng sông lớn cuồn cuộn này quang co uốn khúc, chảy quanh dãy núi xuyên qua rất nhiều chỗ trong cổ vực khắp khu lăng tẩm. Nói là một tòa phần mộ có chút không đủ, đây là một mảnh thế giới chân thật có đủ núi rừng sông suối vạn vật, có cổ dược cắm rễ trong khe đá, có ngọn núi lớn đứng sừng sững giữa tầng mây. Ngao! Bỗng nhiên truyền đến một tiếng rú dài, trên thượng du dòng sông kia truyền đến tiếng gào rú tê tâm liệt phế, một con sinh vật có cánh rơi, thân thể như vượn ma bay qua ngang trời. Đây là thi mị. Một lão tu sĩ cả kinh kêu lên, đây là một sinh, vật thái cổ chỉ có nơi cực âm tuyệt địa mới có thể sinh ra, là trí tà trí ác,
xưng được với một loại lệ quỷ, hung ác điên cuồng ghê gớm nhất. Không chỉ có một con, nơi đó có cả một đám. Mọi người cả kinh kêu lên, đây là một tộc đàn lớn, một số cả vật thể đều là lông trắng, không có cánh rơi, hình dạng như lão thi bay múa ngang trời. Còn có một số thì giống nhau, thân thể phát ra màu tím, vảy dày đặc, có sừng dài, có cánh rơi. Những con này đều xem như là thi mị, mang theo tử khí ngập trời, gào thét mà tới, đất rung núi lở, nước sông sôi sục. Tụng kinh, hộ đạo giả nhân tộc hạ lệnh. Mọi người trước khi vào đây đã sớm đoán trước trong loại lăng tẩm có âm khí này hơn phân nửa có sinh ra sinh vật mà lại có thể cực độ cường đại, độ nhân kinh các loại, không độ hóa được chúng. Gần cả trăm lộ nhân mã cùng nhau tụng kinh, giống như kinh văn Diệp Phàm tụng, đây không phải là độ nhân kinh trọn vẹn không sứt mẻ. Thậm chí, ngay cả kinh văn Diệp Phàm thu được ở địa cầu cũng không phải đầy đủ. Chỉ có chiếc đèn thân người mặt quỷ kia tụng ra mới là áo nghĩa kinh văn nguyên thủy trọn vẹn nhất, hắn chỉ mới phát hiện sau này. Truyền đến từng tràng tiếng gào rú, dòng sông mênh mông cuồn cuộn kia nhưng lại từ trong nước vọt lên vô số sinh linh quỷ dị, hoặc tóc tai bù xù, hoặc toàn thân lân giáp dữ tợn, tất cả đều tản ra tử khí. Chúng sinh tụng kinh, từng đạo kinh văn truyền ra phát sáng trên hư không, đối với những sinh vật này mà nói như là thiên kiếp giáng xuống, làm cho chúng hoảng sợ, tiến hành kháng cự. Gào, truyền đến tiếng rú gào ngập trời, ở thượng du dòng sông bay tới mấy con sinh vật diện mạo quái dị, mỗi con giống như thiên lôi, bộ lông toàn thân lóe ra kim quang mờ nhạt. Đây là từ tử khí sinh ra máu thịt, rồi sau đó hóa thành âm thần, mỗi con đều cực kỳ khủng bố, ánh mắt xé rách hư không, chống lại đại thánh đều không sợ. Một tiếng nổ vang, càn khôn sụp đổ, âm thần xông tới va chạm, đại chiến với chư thánh, vừa tới chính là tuyệt sát tối khủng bố, cường đại như Ngưu Ma Vương đều thiếu chút nữa bị giết chết. Hắn bị hai con âm thần trước sau công kích, nếu không nhờ có kim cương trác phát uy, thì nguy rồi. Mọi người đều biến sắc, cùng không dám phân tâm, các đại thánh đồng loạt phóng tới công tới phía trước. Triển khai kịch chiến, một đóa lại một đóa hoa máu bắn ra. Mặt khác các lộ đại quân thì tụng kinh, hóa thành từng đợt thần quang bổ về phía những con thi mị này. Đại chiến tới đột ngột như thế, từ thượng du dòng sông kia bay tới mấy tồn tại như thiên lôi, bộ lông màu vàng sáng óng ánh, chiến lực kinh người, địa vị có thể sánh ngang với đại thánh. Hoàng tuyền nước sôi sùng sục, không dứt vang lên tiếng gào thét khủng bố, càng ngày càng xuất hiện nhiều âm linh, công tới hướng mọi người. Tiếng tụng kinh, tiếng quỷ khóc thần gào. Đủ các loại âm thanh xen lẫn, làm cho địa phương này trở thành một mảnh tiếng động lớn ầm ĩ. Âm khí cùng sinh khí cùng tồn tại hóa thành hai khí âm dương lưu động. Trong lòng mọi người đều chìm xuống, bao gồm đại thánh đều lộ thần sắc ngương trọng. Đây là lăng tẩm của đại đế cổ, ngày nay lại lục tục nhìn thấy nhiều thi quỷ như vậy cùng không phải là điểm tốt gì. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như thi thể đế sinh ra biến hóa nghịch thiên, thì đừng nói là bọn họ, cho dù là cường giả vạn giới chư thiên đều tới đây cùng vô dụng. Bày trận, dùng kinh văn vô thượng độ hóa thi loạn thế gian, một vị hộ đạo giả quát lớn. Đại kỳ phần phật, đón gió phấp phới, mọi người bắt đầu bố trí sát trận, giết chết âm linh, đồng thời không ngừng tụng kinh triển khai một hồi chinh phạt lớn. Ầm. Đại chiến mở ra, chư hùng tiến công, từng đợt đạo văn đan vào dày đặc trong hư không, hóa thành một tấm lưới hủy diệt phủ trục về hướng thi mị. Đồng thời, tiếng tụng kinh càng thêm lớn, như là chư thần đang ngâm sướng, có từng đạo đạo hư ảnh thần ma đứng trên không trung. Đúng là lúc này. Diệp Phàm thầm nghĩ, rồi vô thanh vô tức thối lui, tất cả mọi người bị kiềm chế ở trong này. Ngày nay năng lượng nổi lên mãnh liệt, đúng là thời điểm cứu bàng bác thoát vây. Trên đỉnh đầu Diệp Phàm cái đỉnh chìm nổi, buông xuống vạn vật mẫu khí, cùng có tín ngưỡng lực tinh thuần như thác nước tuôn chảy ra. Dùng nó thủ hộ chính mình, ngăn cản các loại thần quang diệt sát, vượt qua dòng sông, rời khỏi lăng mộ đế. Sau đó, hắn lấy ra từng tòa trận thai bố trí sẵn từ trước, sắp xếp trên hư không xây dựng một cái vực môn thật lớn. Bên trong lăng tẩm, âm dương nhị khí lưu động, hóa thành lực lượng hai màu đen trắng bị Diệp Phàm hấp dẫn tới, không ngừng lao ra. Ngay sau đó hắn lại bày ra mấy chục tòa pháp trận để củng cố xây dựng thành một thông đạo. Đương nhiên, đây đều là trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn, bằng không tới hiện trường mới bố trí thì không kịp. Đại thánh cùng chiến đấu với âm thần, chúng sinh hỗn chiến cùng âm linh, bên trong thế giới phần mộ từng mảng sát trận. Đủ các loại lực lượng cuồng bạo nhất hỗn loạn tấn công, cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra. Diệp Phàm không có trì hoãn, bởi vì không thể để phí mảy may thời gian nào,
phải nắm bắt cơ hội khó có được, thu hút đi lực lượng khủng bố này. Tọa độ không gian đã sớm định vị từ trước, thông đạo vực môn mới xây dựng kia sáng rực lên, lực lượng cuồng bạo thẳng hướng tuôn vào. Ầm, lực lượng cả vùng phong ba hỗn loạn lao ra, trực tiếp đánh về hướng khối đại lục cổ, nơi đó đúng là chỗ Bàng Bác bị nhốt. Trong lúc nhất thời núi rừng nổ tung, quần tinh rung chuyển, thật sự đến đây rồi. Hắn muốn cứu tên nam nhân bị nhốt tên là Bàng Bác kia đi ra. Trong bóng tối, có người trên đại lục cổ lạnh lùng nói, thánh thể của Táng Đế Tinh rốt cục đến đây rồi. Ở một phương vị khác, xuất hiện một hư ảnh mơ hồ, ánh mắt lãnh liệt. Giờ khắc này không ít, người bị kinh động, sớm chờ đợi đã lâu ngày, bởi vì đoán trước hắn nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ có điều là, ai ai cũng không nghĩ tới, hắn có thể dẫn theo một lực lượng cuồng bạo như vậy công kích phần mộ giả của Đại Đế Cổ, khiến mọi người đều sợ run. Chủ thượng đi rồi sao, không biết có rời phần mộ chân chính của Đại Đế Cổ tới đây không? Trong đó một thế lực rõ ràng là đám người Kỳ Lân Thánh Sứ cùng Chu Tước Thánh Sứ. Cùng lúc đó, tại lăng tẩm của yêu hoàng chân chính nứt nẻ, dòng sông sôi cuồn cuộn, lại có một số thi mị vọt ra. Mà ở trước đại lục cổ Bàng Bác bị nhốt, Diệp Phàm cười lạnh, lòng có cảm nhận, hắn biết trong bóng tối có một số cao thủ cực kỳ lợi hại đã đến từ trước. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1456, phần mộ giả nứt ra. Đại lục cổ lơ lửng trong vũ trụ, thần lực cuồn cuộn từ trong vực môn lao ra, như sấm rền chớp giật công kích phần mộ giả to lớn này. Diệp Phàm mượn đến đây lực lượng của chư thánh, phải trợ giúp Bàng Bác thoát vây. Trong bóng tối, ánh mắt lãnh liệt kia nhìn lại, nhìn chằm chằm thân ảnh trên đại lục cổ, bất cứ lúc nào sẽ phát động một kích lôi đình. Chủ thượng chưa tới sao? Chu Tước Thánh Sứ nghi hoặc. Những người này pháp lực kinh thế, đạo hạnh cao thâm, trước khi chưa bị đế thiên thu phục, người nào không phải là cường giả danh chấn một phương, uy danh hiển hách trên cổ lộ nhân tộc. Chủ thượng có lẽ ở trong lăng tẩm chân chính của đại đế cổ có thu hoạch thật lớn. Có một người phán đoán như vậy. Bọn họ cùng không có nóng lòng động thủ, bởi vì biết rõ sự đáng sợ của Diệp Phàm, ngay cả bá vương đều thiếu chút nữa bị đánh chết. Mặc dù là Diệp Phàm hắn sử dụng thủ đoạn phi thường, nhưng cũng chứng tỏ một ít vấn đề. Hơn nữa những người này biết rằng, không chỉ một nhóm người bọn họ tới đây, mà khẳng định còn có những người khác sẽ nhảy ra nhằm vào thánh thể đến từ Táng Đế Tinh. Không vội, hiện giờ còn sớm. Chúng ta ở thời khắc mấu chốt cho hắn một kích, để hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng. Kỳ Lân Thánh Sứ nói giọng lạnh cam cam. Muốn phá vỡ phong ấn trên đại lục cổ này không phải dễ dàng như vậy, nhất thời nửa khắc khó có thể thành công, bọn họ muốn đợi tới cơ hội tốt nhất mới phát động một kích chí mệnh. Hắn quá kiêu ngạo, sáu vị sứ giả khuyên hắn phục vụ cho chủ thượng, kết quả lại bị hắn giết cái sạch sẽ, từ lúc đó đã chú định kết cục bi thảm của hắn rồi. Những người này địch ý rất sâu đậm, đang âm thầm ẩn phục, lẳng lặng quan sát hết thảy phát sinh trên đại lục cổ, chờ cơ hội ra tay. Ta thực hy vọng nhìn thấy cảnh tượng hắn bị trấn áp, nhìn thấy vẻ mặt hối hận của hắn vì không chịu quy thuận chủ thượng. Kỳ Lân Thánh Sứ cười lãnh khốc nói. Ầm. Bên trong vực môn lao ra lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, là sinh tử nhị khí, có khí tức của đại thánh, cũng có pháp lực của âm thần. Đủ các loại hỗn loạn cùng một chỗ, hình thành một lực lượng mãnh liệt như cuồng phong bão táp. Người trong bóng tối biến sắc, loại lực lượng này chấn động bọn họ, thế công càng ngày càng cường đại. Vượt qua tưởng tượng của họ, lối vào của phần mộ trong đại lục cổ đã xuất hiện khe nứt. Hắn, như thế nào làm được? Lực lượng này cũng quá đáng sợ đi. Không ngờ hắn lại dẫn tới một lực lượng ghê gớm như vậy. Đúng là hắn mượn lực. Bất kể là cao thủ dưới trướng đế thiên hay là các cường giả khác đều biến sắc, loại sóng gió ba đào này càng ngày càng lớn, khủng bố tuyệt thế khôn cùng. Lúc ban đầu còn là khí tức của đại thánh, về sau loại dao động này tuôn ra, chẳng khác nào như đích thân đại thánh công kích. Hơn nữa, lực lượng này không phải chỉ có một cổ, mà rất nhiều cổ, cộng thêm lực lượng các loại pháp trận, cùng với dao động pháp tắc của âm linh, thì, thần, địa phương này sắp bị đánh vỡ nát rồi. Ha ha! Bàng Bác cười to, rốt cục thì thấy được hy vọng. Hắn bị nhốt lâu lắm rồi, đã sớm muốn đi ra ngoài, nhưng lao ngục giam giữ hắn này quá kiên cố. Ngày nay cơ hội tới, Diệp Phàm sắp thành công cứu hắn thoát ra. Trên bầu trời, thần năng điên cuồng công kích. Bên trong thông đạo Diệp Phàm dùng mấy chục tòa pháp trận xây dựng thành,
pháp lực như là đại dương mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra, đánh nổ tung lối vào phần mộ già kia. Như thế nào nhanh như vậy đã thành công rồi? Quả thật là nghịch thiên. Tất cả người trong bóng tối đều ngạc nhiên thán phục. Tương đương với mười mấy vị đại thánh ra tay, mặc dù không phải chân chính công kích tới đây, nhưng cũng không sai biệt lắm. Công kích cường đại như vậy, ai có thể chống đỡ được? Rốt cục, trong bóng tối có người không kiềm nổi ra tay, tế ra một kiện cấm khí cấp thánh vương, trực tiếp đánh tới Diệp Phàm, dẫn nổ trên bầu trời chụp xuống. Đó là một loại ánh sáng hừng hực chiếu sáng vũ trụ, có thể xé rách vòm trời nứt toác mặt đất. Đây chỉ là công kích mới vừa đến mang tính thử mà đã bá đạo như thế, có thể nghĩ mà biết kẻ ra tay đáng sợ đến mức nào. Ông Diệp Phàm đảo ánh mắt một cái, như là trải qua gần cả trăm năm, kiện binh khí kia bị hắn nắm trong tay ném về hướng đại lục cổ nơi đó. Hắn vận chuyển bí quyết chữ binh, không có đối kháng, mà là thuận thế dẫn nó đánh về hướng lối vào phần mộ, bùng phát lên một quầng đốm sáng rực rỡ. Một kích này không thể đả thương mảy may đến Diệp Phàm, ngược lại bị hắn sử dụng, cống hiến ra một lực lượng cực mạnh. Không thể để hắn tiếp tục, phải triển khai công kích, ngăn cản hết thảy. Trong bóng tối một người hừ lạnh một tiếng, dựng thân đứng lên hóa thành một luồng sáng công tới hướng Diệp Phàm. Không hề nghi ngờ, đây là một vị vương của thánh nhân, lai lịch không rõ, chuyên nhằm vào Diệp Phàm mà chờ ở nơi đây. Soạt, một, đạo kim quang hừng hực hiện lên, cả thân thể Diệp Phàm thiêu đốt, bùng cháy lên, hóa thành một ngọn lửa hình người, hắn huyết khí phương cương nhanh chóng như tiên quang bất hủ, trong nháy mắt đã tới trước mặt. Hắn chủ động công phạt, đón đánh địch thủ. Phốc, đây là một lần tiến công chớp nhoáng, Diệp Phàm cậy vào bí quyết chữ hành cùng với thân thể trí cường, lần lượt va chạm với người kia. Nắm tay màu vàng đánh nát pháp bảo, đập nát bàn tay hắn, rồi sau đó pháp lực xoắn ốc kéo dài cánh tay ra, đánh cho cả cánh tay người kia biến thành màn mưa máu. Quá nhanh, cường thế một kích, cứng rắn va chạm với một vương của thánh nhân rất cường đại, mà chỉ một chiêu đã đánh cho đối phương bị thương nặng, thiếu chút nữa phế bỏ. Tát! Trong bóng tối, lại lao ra mấy thân ảnh, rất nhanh hợp lực cùng nhau công kích Diệp Phàm, đồng thời ngay lúc đó xuất hiện một pháp trận tuyệt thế, muốn trấn áp phong bế Diệp Phàm trong đó. Trong hư không, thân ảnh màu trắng nhoáng lên một cái, một nữ nhân xuất hiện bên ngoài đại lục cổ, chính là Bạch Hổ Thánh Sứ thủ hạ dưới trướng Đề Thiên, cùng nổi danh với Kỳ Lân Thánh Sứ, Chu Tước Thánh Sứ. Chủ thượng thấy được yêu hoàng xích, đang ở trong phần mộ kia tìm kiếm. Nàng mang đến một tin tức như vậy, vậy chúng ta tự mình động thủ đi. Hiện giờ những người này ra tay rồi, chúng ta tế ra trận đồ của chủ thượng truyền xuống, nhất định phải trấn áp giết chết hắn. Có người nói, đợi lật nữa đi, trận đồ kinh thể như vậy phải ở thời khắc mấu chốt tế ra, để cho hắn hối hận trong tuyệt vọng. Kỳ Lân Thành Sứ nói, đột nhiên, truyền đến một tiếng nổ vang trời sụp đất nứt, xuất hiện một nam nhân mặc giáp trụ màu bạc, cầm trong tay chiến qua, pháp lực ngập trời, chiến khí mênh mông, chấn động đại lục cổ. Này, người này quá cường đại, khí tức có điểm quen thuộc, dường như là nhị đệ tử thân truyền của hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên. Đúng rồi, ta cùng với chủ thượng đi bái phỏng đại thánh Thích Thiên, từng gặp mặt nam nhân này, nhị đệ tử của hộ đạo giả ra tay, muốn giết thánh thể, thật đúng là huyền diệu. Đám người Kỳ Lân Thánh Sứ, Chu Tước Thánh Sứ, Bạch Hổ Thánh Sứ trong mắt đều lộ ra dị sắc, còn thật sự cẩn thận quan sát. Bọn họ biết rõ, đại thánh Thích Thiên che chở cho bá vương. Ở thành thứ 50 nhân tộc từng ra mặt, ra tay giải vây cho bá thể, thiếu chút nữa đã trấn áp Diệp Phàm. Một đạo khí tức cường đại khác xuất hiện, cường đại tuyệt thế, thân ảnh hắn rất mơ hồ, sát khí sôi trào, hiện lên cảnh tượng thây chất thành núi máu chảy thành sông, làm cho tinh không đều run rẩy. Trời ạ, chẳng lẽ là đại ma thần tự mình ra tay? Chu Tước Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Không đúng, không có mạnh như vậy, đây là một người khác. Ai cũng không nghĩ tới, ngay thời điểm phần mộ của yêu hoàng mở ra, trên mảnh đại lục cổ này cũng phát sinh đại chiến, dẫn tới nhiều cao thủ như vậy. Chỉ trong nháy mắt, gần như là hơn 10 người đồng loạt xuất hiện, đều là cao thủ tuyệt đỉnh đồng loạt công kích tới hướng Diệp Phàm. Nhiều người như vậy đánh giết, ta xem ra hắn chạy đàng trời không khỏi nắng, chúng ta cũng ra tay đi, mau tế ra góc trận đồ của chủ thượng. Trong đám bộ hạ của Đế Thiên có người đề nghị. Được, không thể cho hắn có thời gian, bằng không cả đại lục này thật sự bị lực lượng mênh mông kia phá mở ra rồi. Kỳ Lân Thánh Sứ lạnh lùng nói, rồi há mồm phun ra một khối trận đồ. Trận đồ mới vừa xuất hiện liền nổi lên gió bão sấm sét mãnh liệt,
hào quang hừng hực như là một mảng vòm trời úp chụp xuống hướng Diệp Phàm. Đây là một trận đồ uy lực tuyệt luân, mới vừa tới gần liền chấn nhiếp rất nhiều cao thủ hoảng hốt, tất cả đều lộ vẻ sợ hãi, lông tơ bị sát khí quét ngang rơi rụng là tả. Ngay cả Diệp Phàm đều vô cùng kinh ngạc, đây khẳng định là một kiện đại sát khí, nếu như bị đập trúng phòng trừng kim thân bất diệt của hắn, đều không chịu nổi, có thể sẽ văng bắn máu màu vàng khắp nơi. Người nào dám mượn lực của chúng ta, thật là to gan lớn mật. Ngay thời điểm này, ở chiến trường bên kia, bên trong lăng tẩm yêu hoàng truyền ra một tiếng quát ác nghiệt. Có đại thánh biết được ngoài phần mộ có một mảng pháp trận, đang hướng dẫn thần lực của họ dọc theo một cái thông đạo nhằm phía một vực khác. Mà lúc này, ở chỗ sâu trong lăng mộ yêu hoàng cổ, trận chiến đang hồi gay cấn, cũng càng ngày càng kịch liệt, âm thần mãnh liệt chụp tới, lại thêm bốn tồn tại tuyệt đỉnh như thiên lôi phóng tới. Thạch Nhân lúc đầu đã bị yêu hoàng xích đả thương, nguyên khí đại thương, giờ này lại càng bị thương nặng bay tung ra ngoài, thiếu chút nữa bị hai thi thần đánh chết. Ngoài ra, một số cao thủ khác cũng bại lui liền rời xa chiến trường, không muốn chân chính liều mạng. Đây là người nào mà lại ở ngoài phần mộ xây dựng một cái thông đạo như vậy mượn lực lượng của chư hùng, thật sự là ăn gan thần mà. Thạch Nhân cùng với một số cao thủ thối lui rời khỏi chiến trường, sau khi xác định tọa độ không gian, liên phóng tới chỗ đại lục cổ giam giữ Bàng Bác bên này, hơn nữa có cả âm thần cũng đuổi sát theo sau. Những cường giả này xuất hiện, không hề nghi ngờ là một hồi đại tai nạn, làm cho cả phiến tinh không này sợ run, hơn nữa tồn tại cấp số thánh linh cùng âm thần này chấn nhiếp mọi người. Bọn họ phóng ra dao động cường đại làm cho góc trận đồ của đế thiên truyền xuống kia bị chấn lệch khỏi quỹ đạo trước đó. Là ngươi, trên mình người có lời nguyền rủa, từng giết qua thánh linh nhất mạch ta không chỉ một người. Thạch Nhân vừa xuất hiện, lập tức sinh ra cảm ứng liền lộ ra sát khí lành lạnh quát lớn. Diệp Phàm từng bị chí cường giả của thánh linh nhất mạch nguyền rủa, một khi chân thân xuất hiện, không còn che giấu được. Đồng thời khi vận dụng huyền công đại chiến tất nhiên sẽ bị thánh linh ở gần đó cảm ứng được. Lại là, ngươi, truyền đến thanh âm của hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên, lão cũng là một trong số người bại lui, ở chỗ này nhìn thấy Diệp Phàm, sắc mặt lập tức xa sầm xuống quát lên. Phía sau âm phong gào rít giận dữ, quỷ khóc thần gào, không ngờ hai âm thần cường đại lại truy đuổi tới, mang theo vô tận âm linh đại quân ảo tới. Bàng Bác độ kiếp, tới giờ khắc này, Diệp Phàm biết rằng không thể trì hoãn, liền ngầm truyền âm cho Bàng Bác. Bằng không ắt phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa tính mạng đều phải bị uy hiếp. Tốt quá! Bên trong phần mộ giả, Bàng Bác ứng tiếng nói. Tiếp theo không hề áp chế cảnh giới, bắt đầu đột phá cửa ải. Diệp Phàm cùng như thế, không còn áp chế pháp lực, toàn thân máu màu vàng sôi trào, nở rộ ra ngàn vạn đạo hào quang rực rỡ. Hắn dùng hết khả năng đột phá cửa ải. Ở trước người và sau lưng hắn, tổng cộng hiện lên 18 cái cổ tự va chạm kịch liệt, phân biệt là 9 cổ tự trong Thái Dương Tiên Kinh cùng 9 cổ tự trong Thái Âm Tiên Kinh mới thu được. 18 cái cổ tự này đối với Diệp Phàm quá trọng yếu, giúp cho Luân Hải Kinh văn của hắn đạt tới đại viên mãn, thăng hoa tới cực hạn. Từ trong đó hắn thưởng thức được một loại tiên khí cơ. Sấm rền chớp giật, thiên kiếp tới là đột ngột như thế, vô cùng cuồng bạo như thế, bao phủ cả mảng thiên địa này. Không chỉ là một người độ kiếp, còn thêm một người, đây là song trọng độ kiếp, mà biểu hiện của mỗi người không giống nhau, chồng lại cùng một chỗ, cực kỳ khủng bố. Nhất là kiếp phạt của Diệp Phàm vượt qua lẽ thường khiến người ta kinh sợ, Thích Thiên, Thạch Nhân vừa nhìn thấy sắc mặt liền xanh mét, xoay người bước đi, trong lòng bọn họ vô cùng chấn động, biết rõ một khi rơi vào trong đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngao! Hai âm thần gào lên tràn ngập sợ hãi, mang theo đại quân âm linh chạy trốn, bọn họ đối với thiên kiếp càng tối kỵ, bọn họ sợ nhất là các loại chí dương này. Về phần những người trước đó công kích Diệp Phàm, lại lông tóc dựng đứng, từng người như gặp phải rắn rết, cùng không quản gì nữa, bỏ chạy thục mạng. Nếu đã đến đây, thì không nên chạy trốn. Diệp Phàm hiệp cùng Lôi Hải như đại dương mênh mông truy đuổi theo. Đúng vậy, thiên kiếp của hắn như là một đại dương mênh mông, từ phía trên vũ trụ đập thẳng xuống. Diệp Phàm chúi đầu đuổi giết xuống, đầu tiên là đuổi theo nhị đệ tử của hộ đạo giả Thích Thiên, người này cực kỳ cường đại, là một trong mấy người sớm nhất ra tay công kích Diệp Phàm. Hắn vô cùng kinh hãi, cực nhanh bay trốn theo hướng sư tôn hắn bỏ chạy. Diệp Phàm cười lạnh, mang theo lôi quang vô tận đâm đầu xuống người này, rồi tiến thêm một bước đuổi giết mấy tên thủ hạ của đế thiên ở phía trước.
Những tên này đều là mục tiêu hắn muốn giết chết sạch sẽ. Sư tôn, chủ thượng. Bọn chúng đều ở ngay gần đó. Diệp Phàm muốn cho Thích Thiên, Đế Thiên trơ mắt nhìn hắn xóa bỏ toàn bộ đám người này mà lại không đủ sức ngăn cản. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1457, Bàng Bác xuất thế. Diệp Phàm hiệp với thiên kiếp đuổi giết mấy người, lôi hải khổng lồ bao phủ hư không vũ trụ. Cảnh tượng bực này làm cho người ta trố mắt nhìn chân chối, mỗi người đều sờn tóc gáy. A, thủ hạ của Đế Thiên tu vi có cao có thấp, trước tiên còn có mấy người rơi vào trong lôi quang, bị đánh thành cho tàn. Mau lui, không có cách nào chống lại. Kỳ Lân Thánh Sứ kêu to. Thiên kiếp Thánh Vương của Diệp Phàm quá mức mênh mông, khủng bố hơn rất nhiều lần so với người khác. Không phải đơn giản là một hai tia chớp bay múa đánh xuống, mà là một mảng lôi hải bổ thẳng xuống. Nếu không phải phân ra từng tia nhỏ, thì đó là từng đạo điện mang cực lớn thô to như ngọn núi hợp cùng một chỗ, hóa thành mảng lôi điện hừng hực như đại dương mênh mông. Vậy làm sao có thể chống lại? Bọn họ bay trốn thục mạng. Nếu rơi vào trong đó, cho dù là vương của thánh nhân cũng phải hóa thành bụi bậm. Đương nhiên, bọn họ còn chưa phải là bi thảm nhất, mà là Lâm Xuyên Nhị đệ tử thân truyền của hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên mới đáng thương nhất. Hắn là người đầu tiên bị Diệp Phàm ngăn chặn. Hiện tại, sấm rền chớp giật ở trên hư không giáng xuống, bao phủ toàn thân hắn. Ô, ao. Tới giờ khắc này, tiếng kêu gào của Lâm Xuyên phát ra đã không còn là tiếng người, mà giống như một con dã thú, toàn thân hắn cháy khét khó ngửi, bị sét đánh không còn hình dạng. Hắn là một vương của thánh nhân không yếu, đã ở vào cảnh giới Diệp Phàm sắp đạt tới này nhiều năm, nhưng ở trong lôi kiếp của thánh thể lại không chống lại được, chưa bao giờ hắn nhìn thấy kiếp phạt như vậy. Phốc, gần như ngay khoảnh khắc đầu tiên, một cánh tay hắn đã bị đánh nát, màn xương máu mới vừa bay lên, ngay sau đó liền bị trưng khô, hóa thành tro tàn. Cứu mạng. Lâm Xuyên tuyệt vọng, hắn tin tưởng tràn đầy mới đến chờ đợi trên đại lục cổ, muốn ở chỗ này giết chết Diệp Phàm, không nghĩ tới gặp phải thất bại lớn như vậy. Trước khi tới đây, hắn đã sớm tìm hiểu về thực lực của Diệp Phàm. Hắn tin chắc rằng mất đi mảng pháp trận ở thành thứ 50 nhân tộc kia, thánh thể sẽ khó có cơ hội phát tác. Hắn muốn dùng cảnh giới cao nghiền ép đối phương, cũng là cho sư tôn mình hả giận. Rắc rắc. Đợt lôi hải thứ hai bổ xuống, xương cốt toàn thân Lâm Xuyên đều vừa nát, máu tươi lẫn mảnh xương trắng bắn tung tóe, nửa người hắn trực tiếp hóa thành một mana máu bùn, rồi biến mất trong lôi quang. Còn nửa thân hắn cháy khét hôi thối, bộ lông cháy thành tro tàn, ngay cả ruột gan đều bị đánh bay ra ngoài, trở thành nửa người nửa quỷ, vô cùng thê thảm. Sư tôn, hắn nhìn về một hướng suy yếu kêu gọi. Hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc Thích Thiên ở ngay tại phương vị đó. Dừng tay, Thích Thiên giận dữ, vừa đau, lòng vừa uất ức, trong mắt như sắp phun ra lửa. Đây là đệ tử thân truyền của lão lại bị đánh cho thành cái dạng này. Ầm. Lão giơ tay lên điểm một cái, một luồng hào quang sắc bén bắn vào trong thiên kiếp, muốn làm tan rã khốn cục. Nhưng mà, một tiếng nổ kinh thiên động địa, xé rách vũ trụ, rồi lôi hải càng cuồng bạo hơn giáng xuống, bổ về phía lão. Giờ khắc này, đừng nói là lão, chính là Thánh Linh Thạch Nhân. Cùng với hai âm thần sớm đã chạy trốn tới chỗ sâu trong vũ trụ đều kinh hồn khiếp vía, dao động thiên kiếp đó rất kịch liệt là nhằm vào Đại Thánh. Một người độ kiếp, ngoại nhân dứt khoát không thể can thiệp, không thể tương trợ hoặc trêu chọc, bằng không sẽ dẫn lửa thiêu thân, gặp phải lôi kiếp tương xứng với cảnh giới của tu sĩ. Dựa theo quy mô thiên phạt của Diệp Phàm mà còn thêm vào tới cảnh giới Đại Thánh, thì dù thần đến đây đều phải niệm Phật tụng đạo. Loại thiên kiếp trồng lên này đương thời không có mấy người có thể chịu đựng nổi. Hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên tự nhiên là sờn tóc gáy. Lão mới vừa ra tay liền biết loại lôi kiếp này không thể trêu vào, so với Đại Thánh kiếp hiểm tử nhưng vẫn còn sống của lão năm đó lợi hại hơn cũng không biết bao nhiêu lần. Đây là thánh thể kiếp sau khi bị Thích Thiên can thiệp trồng lên trở thành Đại Thánh kiếp đánh xuống, ai có thể chịu được? Con bà nó, không có thiên lý mà. Thích Thiên nguyền rủa, không một chút do dự, tế ra một khối hóa thân vọt tới. Trong nó ẩn chứa tinh khí thần, cũng có một bộ phận thần thức của lão. Ầm. Đại Thánh kiếp bị dẫn tới kia quá mức mênh mông, vô cùng vô tận đè ép khắp vũ trụ, làm cho rất nhiều tinh tú xung quanh đều vỡ nát. Hóa thân của Thích Thiên rơi vào liền bị đánh cho da chóc thịt bong, máu tươi nhiễm đỏ tinh vực.
toàn thân xương trắng lộ ra dày đặc, gần như chỉ trong nháy mắt liền gãy đoạn, phát ra mùi cháy khét. Tuy nhiên, không thể không nói người có thể trở thành đại thánh đều phi phàm. Mặc dù rơi vào trong thánh thể kiếp vì bị can thiệp mà chồng lên thành đại thánh kiếp, mà vẫn kiên trì trong chốc lát cũng không có lập tức ngã xuống. Đây là một sự kiện rất khủng bố, có thể có biểu hiện như vậy xưng được với siêu phàm thoát tục, làm cho chúng sinh đều phải nhìn lên và sợ run. Dù sao, người bình thường không có khả năng tấn chức thành đại thánh, loại thành tựu này trong vũ trụ có thể có bao nhiêu người. Là từ trong ức vạn sinh linh quật khởi, tất nhiên có chỗ thiên tư hơn người. Đáng tiếc, dù có thiên tư và cường đại cách mấy đi nữa cũng khó có thể vượt qua thánh thể kiếp diễn biến thành đại thánh kiếp. Hóa thân của lão cuối cùng kiên trì một thời gian ngắn, vẫn là bị đánh thành xương vụn trộn lẫn máu tươi, uổng mạng tại đương trường. Thích Thiên phẫn nộ chửi ầm lên, làm cho một vị đại thánh thất thố như thế là chuyện không thể tưởng tượng. Bởi vì, tuy rằng đó là hóa thân, nhưng bên trong ẩn chứa một cổ tinh huyết cùng với một đoạn tinh thần ý chí của lão, làm cho chân thân lão tổn thương nguyên khí. Cái gọi là dẫn lửa thiêu thân, đây là một ví dụ tốt nhất, xúc phạm tới thiên kiếp phải nghênh đón kiếp phạt tương ứng làm cho lão bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không nhờ thời khắc mấu chốt lão kịp thời xuất ra hóa thân, không có dùng chân thân đón nhận, nói không chừng lúc này lão đã ngã xuống rồi. Cái này giống như là cắt xương nạo thịt để chết thay, bảo vệ bản thể. Bên kia, Diệp Phàm vẫn như cũ đang độ thánh vương kiếp của chính mình, đại thánh kiếp cùng hắn không quan hệ. Tuy rằng là tương ứng với thiên phạt của hắn mà chồng lên thành, nhưng chỉ nhằm vào Thích Thiên. Đây cũng là nguyên nhân khiến hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc Thích Thiên tức đến hộc máu, uổng mạng một khối hóa thân. Hơn nữa, càng làm cho lão phẫn nộ hơn chính là mắt thấy nhị đệ tử của mình không sống nổi, tan xương nát thịt ở trong thánh vương kiếp, thân mình rách nát trôi nổi trong máu. Phốc, một đạo lôi quang hiện lên. Cái đầu không trọn vẹn kia cũng nát bấy, tất cả máu bị đốt cháy khô. Sư phụ, nguyên thần của Lâm Xuyên ảm đạm, lơ lửng như một lũ ma chơi, hoảng sợ kêu to. Không, Thích Thiên cái trán nổi vòng gân xanh, nhưng lại không có cách nào. Đối mặt với loại thiên kiếp thần bí nhất và đáng sợ thế này, lão hoàn toàn không can thiệp được. Diệp Phàm chộp một cái, nắm nguyên thần của hắn trong lòng bàn tay, ở trong lôi quang 10 vạn trượng nhìn chòng chọc vào Thích Thiên, con ngươi vô tình lạnh như băng. Ngươi, buông ra hắn, có gì nói sau? Thích Thiên run giọng nói, thật sự, không có gì đáng nói. Diệp Phàm lắc đầu, nắm tay bóp nhẹ, đạo nguyên thần kia trong nháy mắt ở trong lôi quang hóa thành tro tàn. Thích Thiên trước kia thiên vị bá thể, thiếu chút nữa chấn chết hắn, ngày nay đệ tử của lão lại phục sẵn ở trong này, chờ đợi hắn xuất hiện tiến hành tuyệt sát. Điều này làm cho Diệp Phàm không thể nhịn được nữa, nếu đã muốn diệt trừ hắn, như vậy cứ đối chọi gay gắt là được, không cần nhiều lời làm gì. A, Thích Thiên giống to một tiếng, phẫn nộ đến toàn thân run run, ở xa xa chỉ vào Diệp Phàm, nói, chỉ cần ngươi còn một ngày trên cổ lộ nhân tộc, thì phải chịu ước thúc của ta. Đây là uy hiếp và đe dọa trắng trợn, còn kém phải lấy máu tanh trấn áp và trả thù. Ầm. Xa xa, đại lục cổ vang lên một tiếng nổ, loạn thạch bắn lên không, các khối đá thật lớn bay vèo trong vũ trụ. Lối vào nơi đó mở ra lôi quang nhấp nháy, lao ra một thân ảnh. Khi Thích Thiên nhìn thấy một màn này, liền trực tiếp phun ra hai ngụm máu tươi. Người trong phần mộ có thể thoát vây, cũng không thể thiếu phần công lớn của lão. Lão dẫn tới thiên kiếp cấp đại thánh có 102, thế gian hiếm thấy, toàn bộ giáng xuống lối vào phần mộ giả ở nơi đó mạnh mẽ đánh phá ra rất nhiều khe nứt lớn. Nhiều năm qua như vậy, năm tháng sớm đã làm tan biến bớt một phần lực phong ấn của phần mộ giả. Và lại, Diệp Phàm mượn lực lượng của chư thánh, rồi cộng thêm thiên kiếp của đại thánh, rốt cục đục thủng một cái thông đạo. Thích Thiên thân mình lảo đảo, khóe miệng vết máu loang lổ, vạt áo đều bị ướt đẫm máu. Lão cực kỳ phẫn nộ, thân thể run run, lão nhưng lại trở thành người tương trợ, đa tạ tiền bối. Bàng Bác cười ha hả, mang theo một cổ yêu khí tuyệt thế phóng lên cao, như là một cổ yêu vạn năm đột phá phong ấn của đại đế, tái hiện thế gian, khiến cho người ta khiếp sợ. Yêu khí chấn động vũ trụ, chư tinh đều lay động. Ở nơi đó có một thân ảnh cao lớn hùng vĩ, cao hơn một cái đầu so với người thường, như một tòa thiết tháp. Cơ bắp toàn thân hắn nổi vồng lên, giống như từng con rắn nhỏ quấn quanh trên người. Cơ thể lóe ra màu đồng cổ óng ánh, tóc đen chảy xuống thắt lưng, dày đặc như thác nước. Một đôi con ngươi sắc bén, lóe sáng trong vũ trụ hư không, rực rỡ khiếp người, cực kỳ kinh người. Bàng Bác thoát vây,
hiệp với lôi kiếp vô cùng phóng vọt ra. Thiên phạt của hắn cũng cực kỳ khủng bố, mà động, cùng với yêu khí như đại dương mênh mông thổi quét khắp gầm trời. Hắn cách rất xa đối diện cùng Diệp Phàm, cười ha hả. Bị nhốt nhiều năm như vậy, ngày nay rốt cục xuất thế gặp lại cố nhân. Hai huynh đệ chúng ta liên thủ, giết bọn chúng một cái người ngã ngựa đổ, hết thảy chém sạch. Bàng Bác bay ra, sau đó mang theo thiên kiếp, thi triển yêu đế cửu trảm, chủ động công phạt, đánh giết về hướng đám người vừa rồi từng ở đây ra tay với Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, hiện tại huynh đệ đã thoát vây, hắn hoàn toàn yên lòng, không còn có gì cố kỵ, không còn bó tay bó chân, liền phóng tới phía bên kia. Đây là hai con chân long, rời sông lấp biển, đảo lộn vòm trời, máu vãi tứ phương, tung hoành dưới tinh không, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. A, à, không, Chu Tước Thánh Sứ kêu to chạy trốn nhưng vô dụng, sao có thể nhanh hơn bí quyết chữ hành của Diệp Phàm. Ngay từ đầu, vốn đã không thể bỏ chạy, bị Diệp Phàm chặn lại ở trong này. Lúc này, Diệp Phàm tung một bàn tay to vỗ xuống, dùng lôi hải trấn áp hắn. Hư không sinh thần, lôi quang luyện chế thành một bàn tay to, Diệp Phàm một tay chụp lấy hắn nắm trong lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn. Chu Tước Thánh Sứ rất cường đại, nhưng sớm bị sét đánh vỡ nát thân mình, lúc này càng tuyệt vọng, nói cái gì đều chậm rồi, chỉ có một đường chết. Phốc, Diệp Phàm dùng một chút lực, hắn hóa thành một bãi máu, hình thân câu diệt trong lôi quang. Bên kia, Bàng Bác giống to. Đạt tới cảnh giới Thánh Vương, uy thế hiển lộ ra hết tàn sát một đám người từng ra tay, lại làm cho rất nhiều âm linh hóa thành cho tàn. Không, ngươi không thể như vậy. Kỳ Lân Thánh Sứ kêu lên sợ hãi, tâm đều phát run, sắc mặt trắng bệch, nửa người dưới hóa thành cho bụi. Diệp Phàm cũng một tay chụp nắm lấy hắn, còn tay kia thì bắt lấy Bạch Hổ Thánh Sứ, làm cho bọn hắn không còn đường độn thoát, sống hay chết đều nằm trong một ý niệm của hắn. Chủ thượng, Bạch Hổ Thánh Sứ thét lên lanh lãnh, nàng là một nữ nhân cơ thể trắng nõn, dung mạo động lòng người. Lúc này lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mà thân thể còn bị sét đánh rách tả tơi. Nàng đang nhìn xung quanh kêu cứu. Diệp Phàm ngoái đầu nhìn lại thấy được một thân ảnh mơ hồ, đang hờ hừng trông về hướng nơi này, cả người như là dung nhập trong thiên địa vũ trụ, hóa thành một thể, trở thành vật dẫn của đại đạo tối cao. Chủ thượng cứu ta, Bạch Hổ Thánh Sứ run giọng kêu lên, trong đôi mắt đẹp tỏa ra sáng rọi kinh người. Chủ thượng, Thanh Thi tiên tử, các người đến đây rồi sao? Cứu ta, Kỳ Lân Thánh Sứ hoảng sợ kêu to. Xa xa, thân ảnh mơ hồ kia hóa thân là đạo, thiên nhân hợp nhất, như một vị đế cổ từ viễn cổ vượt qua thời không đi tới. Hắn động rồi, cực nhanh chạy tới hướng nơi này. Không ngờ lại muốn xông vào thiên kiếp thánh thể của Diệp Phàm. Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng. Ồ, tình nói, ai tới cùng không thể cứu được hai người các ngươi. Bất kể là ai, nếu đã ra tay với ta, như vậy cứ làm tốt chuẩn bị ngã xuống đi. Phốc. Huyết quang nhoáng lên một cái, Bạch Hổ Thánh Sứ tuyệt đẹp kia ở trong lòng bàn tay Diệp Phàm hóa thành máu lẫn xương. Kỳ Lân Thánh Sứ lại thê thảm kêu to, biến thành một đống thịt vụn. Rồi sau đó, kiếp quang chợt lóe sáng một cái, bọn họ bị hủy diệt nát tan thành bụi, cái gì cùng không còn lại. Trước mắt Đế Thiên, Diệp Phàm giết chết hai thủ hạ của hắn. Người không chạm ta, ta không chạm người. Nếu muốn loại trừ ta, như vậy ta cũng không tiếc hóa thân thành ma chủ, một tay che phủ bầu trời, bóp chết kỳ tài. Diệp Phàm nói với thân ảnh mơ hồ đang cực nhanh mà đến kia. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1458, Đế Thiên. Đế Thiên đến đây, chân thân hắn băng qua vũ trụ, cũng không biết cường đại tới mức nào. Tuy rằng thân thể mơ hồ, nhưng làm cho tinh tú chư thiên đều ù rung chuyển, như là sắp rơi xuống. Mọi người đều biến sắc, đây là chí tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc. Nhiều năm qua không có người nào có thể tranh phong, đến nay chưa bại một lần, giờ phút này sắp ra tay. Hắn tới đã chậm rồi, vừa lúc nhìn thấy Bạch Hổ Thánh Sứ xinh đẹp tan biến, Kỳ Lân Thánh Sứ cường đại hóa thành máu bùn, mấy thủ hạ đắc lực dưới tay hắn đều ngã xuống tại đây. Lúc này, bất kể tâm trí hắn lạnh lùng kiên cường đến mức nào cũng phải bị xúc động, cho dù là ý chí sắt đá, trong lòng cũng phải xuất hiện gợn sóng. Ầm. Hư không vũ trụ vỡ nát, sáng lập ra một thông đạo hỗn độn, chân thân của Đế Thiên quả thật khủng bố tuyệt thế, nơi hắn đi qua hết thảy biến thành cho bụi, toàn bộ tan biến. Vẫn thạch,
tiểu hành tinh, tất cả đều bị đánh nát tả tơi. Hắn như một vị thần chi hiển hóa thế gian, vạn linh đều run rẩy. Hắn xông vào trong thiên kiếp của thánh thể, mọi người cả kinh kêu lên. Ở bên trong lôi phạt dạng này chịu đựng lực hủy diệt không thể tưởng tượng, ngay cả đại thánh đều tránh lui, sợ dẫn tới hậu quả đáng sợ. Ai cũng không nghĩ tới, Đề Thiên lại xông vào, vô cùng cường thế, toàn thân hắn đều phát sáng, giống như một đại đế cổ sống lại, đứng trên thiên hạ. Chân thân Đề Thiên bước vào trong lôi hải, cử quyền đánh tới Diệp Phàm, cường đại tuyệt thế. Loại dao động có thể hủy diệt sinh linh vạn vật này làm cho các thánh vương tại đây tuyệt vọng, bọn họ hoàn toàn không có khả năng với tới. Trong mắt Diệp Phàm bắn ra hai luồng kim quang, cả thân thể hắn sáng lạn, hiệp với lôi hải vô thượng phóng vọt tới trước, quyết đấu với Đế Thiên. Bầu trời mờ mịt, thiên kiếp vô cùng tận kia bị Diệp Phàm há miệng hút một cái, gần như hết sạch. Ngay sau đó tập trung trên nắm tay phải hắn rồi hóa thành thần năng trấn thế. Mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh, đây phải là thân thể cường đại cỡ nào. Thân thể Diệp Phàm đều hóa thành màu hoàng kim, giống như một thiên thần chân chính. Cảnh tượng này thật khủng bố, lôi hải mờ mịt, thiên kiếp vô tận mà lại thiếu chút nữa bị hút sạch, bị Diệp Phàm nuốt vào trong cơ thể hắn phát ra hào quang vô cùng tận. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn phát ra tiếng tụng kinh, sau lưng hiện ra từng pho thần tượng. Mỗi một tượng đều là chính hắn, hoặc giận, hoặc oai, hoặc bi, hoặc nghiêm. Mỗi tượng không giống nhau. Trong nháy mắt hắn nuốt hết thiên kiếp lớn bực này, quả thực giống như chân thần làm ra để trách phạt nhân gian, dọa cho mọi người hai chân run rẩy. Ở trong quầng hào quang hừng hực đó, Diệp Phàm tung quyền đánh ra ngoài, cách hư không vũ trụ cứng rắn cứng trọi cứng với Đế Thiên. Đây là một cảnh tượng cực kỳ khủng bố khiến đại thánh đều lộ vẻ sợ hãi. Đây là một loại ánh sáng thiên kiếp mênh mông, hủy diệt nhiều thánh vương căn bản không thành vấn đề, khủng bố khôn cùng, tinh tú chư thiên đều run rẩy. Rất nhiều tiểu hành tinh ở gần khu vực này nổ tung như từng đóa pháo hoa nở rộ. Cảnh tượng này thật sự rất kinh người, hai đại chí tôn trẻ tuổi cách không đối một kích, loại khí tượng rầm rộ này có thể nói là diệt thế, rúng động lòng người. Chư hùng khiếp sợ, toàn bộ bay ngược lại, chỉ cần chậm một chút tất nhiên sẽ trở thành tro bụi. Đây là một đòn sát thủ cường đại mà trước mắt Diệp Phàm có khả năng vận dụng. Cái gì vạn linh thiên địa dưới một cái nắm tay màu vàng này tất phải hóa thành cho tàn. Hào quang sáng lạn bùng nổ ngay khu vực trung tâm, như là 10 vầng thái dương đồng thời nổ tung, hiệu quả thật kinh người, cũng không biết có bao nhiêu âm linh hóa thành bụi bậm. Loại sóng gợn như thần ra tay này tạo thành lực xung kích không gì sánh nổi, khiến đại thánh đều biến sắc. Nó quá mức khủng bố, cường đại tuyệt thế. Ầm ầm ầm. Trời sụp đất nứt, vòm trời các phương sụp đổ, vũ trụ từng mảng tối sầm xuống, không biết đầu hay cuối, địa phương này bị hủy diệt rồi. Phàm là người dưới đại thánh nhìn thấy một màn này đều không tự kiềm được run rẩy, gần như sụi lơ trong hư không vũ trụ, khó có thể chịu đựng loại uy áp này. Hai thân ảnh giằng co cùng một chỗ như ưng phóng tới bàng xoay mình, như hổ nhào tới rồng nhảy vượt, va chạm mạnh liên tiếp. Quả thực khó có thể tưởng tượng đây là đối kháng sinh tử thuần túy. Diệp Phàm mới vừa bước vào cảnh giới Thánh Vương, đây là một kích tuyệt thế trước mắt hắn có khả năng phát ra, có thể giết chết Thánh Vương chư thiên. Hào quang rực rỡ bao phủ nơi đây, đây là áp xúc hạo kiếp thiên địa hóa thành kim quyền của Diệp Phàm chém ra, hủy thiên diệt địa. Vũ trụ nứt toác, càn khôn hỏng mất, hỗn độn mênh mông, nơi này như là đang khai thiên lập địa, phát ra sóng gợn xung kích cũng không biết làm cho bao nhiêu vẫn thạch cùng tiểu hành tinh nổ tung. Thật khủng bố, quả thực như là chuyện thần thoại. Xa xa, mọi người thì thào, Thánh Vương, đều tuyệt vọng, Thánh Linh Thạch Nhân, Thích Thiên, âm thần đều sắc mặt âm trầm khó xem đến cực điểm. Đế Thiên thật sự rất thần mãnh, không biết là loại huyết mạch nào, không biết cường đại cỡ nào, mà lại chặn được một kích này, trong đối kháng kịch liệt không rơi vào thế hạ phong. Nên biết rằng đây chính là thiên kiếp tuyệt thế của Thánh Thể. Không ngờ ở trong này hắn vừa chống lại, vừa tranh phong, cùng Diệp Phàm. Dưới hai áp lực hắn vẫn đánh tới tinh vực run rẩy, trời sụp đất nứt, tinh tú một viên tiếp theo một viên nổ tung. Đây là một loại lực lượng khủng bố tuyệt thế đến mức nào? Mọi người vô cùng kinh hãi. Giờ khắc này, thần hồn mọi người đều như nổ tung, tràn ngập kính sợ thật sâu. Quả nhiên không hổ là chí tôn của trẻ tuổi một thế hệ. Không thể bàn cãi Diệp Phàm, Đế Thiên là anh kiệt chí cường trên cổ lộ, ở trong lòng mọi người đã trở thành một cái tên khác là vô địch. Đế Thiên tu đạo trước hơn, đã sớm bước vào Thánh Vương nhiều năm, đương nhiên công thâm lực hậu. Mà Diệp Phàm mới vừa bước vào cảnh giới này,
nhưng hiệp với thiên kiếp của thánh thể, áp xúc trên nắm tay màu vàng tiến hành chiến đấu. Cứ như vậy, chưa nói tới ai áp chế ai, một người là cảnh giới cao, một người sử dụng lôi hải như chuyện thần thoại, vậy cùng coi như công bình, thế lực ngang nhau. Cảnh giới cao, lôi kiếp thánh thể, đây là một loại va chạm mạnh kịch liệt, như là sao chổi va chạm vào sinh mệnh cổ địa, bộc phát ra đốm lửa sáng lạn. Vô địch đối kháng, cường giả tuyệt thế tranh phong. Diệp Phàm, Đế Thiên quyết đấu di chuyển lên xuống, nhanh như tia chớp, như chim bằng xé nứt bầu trời, như rồng nhảy vượt trên hư không, như vượn ma vọt lên vòm trời. Làm cho thiên địa đều rung chuyển. Ầm một tiếng, cuối cùng bọn họ tách ra, mỗi người bắn tung ra một bên. Đây là một lần đại quyết đấu rúng động nhân gian, là trận chiến giữa hai cảnh giới thánh vương tuyệt thế, có thể ghi lời bình vào sử sách. Chính vì quá nhanh, làm cho rất nhiều người nhìn theo đều không kịp, mới đó lại đã xong rồi. Ầm. Lôi hải biến mất kia lại tái hiện, cuồn cuộn mảnh liệt giáng xuống bao phủ Diệp Phàm, nơi đó thành một vùng mờ mịt, nơi nơi đều là lôi quang diệt thế hừng hực. Có thể nghĩ mà biết, trận chiến vừa rồi ấy nhanh chóng biết bao, nhanh đến mức lôi kiếp bị kiềm hãm đến giờ mới phát sinh. Tất cả đều xảy ra nhanh như tia chớp rồi kết thúc. Hai chí tôn trẻ tuổi tách ra, đều tự đứng ở một phương, lôi hải mờ mịt ngăn cách ở giữa hai người bọn họ. Nghiêm khắc mà nói, coi như là va chạm công bình, cảnh giới cao đối chiến với áp xúc của thiên kiếp thánh thể. Trên cơ bản, cùng không ai chiếm được tiện nghi. Có người nói nhỏ, mọi người cảm xúc mênh mông vì chiến lực của hai người mà kinh sợ. Biểu hiện kinh người vừa rồi, quả thực giống như thời đại thần thoại tái hiện, là thiếu tôn tuyệt đại tranh phong trong truyền thuyết, như là trận quyết chiến sinh tử diễn thử của đại đế trẻ tuổi. Không có người nào hoài nghi điều đó. Đây tuyệt đối là cổ kim hiếm có, đại thánh khi còn trẻ cũng không theo kịp bọn họ, chỉ có chí tôn cổ đại mới có thể như thế. Thiên kiếp thánh thể thật sự quá mạnh, dựa vào đó quyết đấu, có thể sánh vai với người cảnh giới cao. Đến ngay cả hộ đạo giả trên cổ lộ Thích Thiên đều lui bước. Đây là cảm nhận chân thật nhất của mọi người. Thiên phạt Diệp Phàm phải chịu đựng quá mức hiếm thấy, xưa nay ít có, quá mức kinh người. Đế Thiên cũng thật sự quá khủng bố, có thể ra vào trong loại lôi phạt này mà không chịu chút ảnh hưởng nào, chứng tỏ thánh vương kiếp của hắn chịu đựng năm đó không kém gì thánh thể kiếp hôm nay. Mọi người ngạc nhiên thán phục đưa ra suy đoán như vậy, cũng chỉ có thể là loại tình huống này mới đúng, bằng không Đế Thiên dùng cái gì cứng rắn chống lại kiếp nạn thế này mà lông tóc không tổn hao gì. Khiến cho họ khiếp sợ nhất là Đế Thiên vẫn không bị động trong độ kiếp. Hiển nhiên trên người hắn, nếu không có bí bảo trấn thế, thì ắt phải có một loại pháp trận nào đó ngăn cách lôi kiếp. Trên thế gian, ngoại trừ khi thiên pháp trận của Vô Thủy Đại Đế vẫn còn có vài loại khác, có thể hắn có nắm giữ một trong số đó. Đế Thiên vẫn là một thân ảnh mơ hồ không thấy rõ, hắn dựng thân ở trong vũ trụ u tối, nhìn chằm chằm vào lôi hải vô lượng, chỉ thấy rõ một đôi mắt sắc bén khiếp người. Đây là Đế Thiên, có thể xông vào thiên kiếp của thánh thể mà tự thân không tổn hao gì, có thể nói là nghịch thiên. Từ khi Diệp Phàm quật khởi tới nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người có thể cứng rắn chống lại thiên kiếp của hắn. Thân thể đó tất nhiên phải cường đại tuyệt thế, bằng không đã bị hủy diệt hóa thành màn xương máu rồi. Rất khủng bố. Thế nhân đều biết, thân thể thánh thể của Táng Đế Tinh cường đại, được xưng là chiến thân màu vàng bất diệt, mà Đế Thiên lại có thân thể không kém gì hắn, có được thể chất huyết mạch không gì sánh nổi. Đây là một tin tức đáng sợ, Đế Thiên không chỉ có pháp lực ngập trời, mà thân thể hắn lại còn cường đại như vậy. Diệp Phàm động dung, có thể ra vào trong thiên kiếp của hắn, người như vậy rốt cục xuất hiện rồi. Quả nhiên cường đại, không hổ là người được trời xanh tán thành, được đạo chi nguyên lựa chọn. Đế Thiên đứng trong hư không vũ trụ, thân ảnh mơ hồ, nhưng lại cùng đạo cùng hợp, thực hiện đạo ngà hợp nhất chân chính, thiên địa nhân hòa hợp một thể. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện một thân ảnh khác, toàn thân đều được bao phủ dưới lớp thần y, phát ra vầng sáng mờ nhạt, tỏa ra một loại thần tính bất hủ, nhìn không ra là nam hay nữ. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, khẳng định đây là một vị chí tôn trẻ tuổi khác tới rồi. Ầm một tiếng, người này có một loại như đạo bất đồng không nói chuyện, dập nát vạn vật, xuyên qua vũ trụ, phóng tới gần công kích thẳng vào Diệp Phàm. Loại đường đường chính chính này, loại khí phách này, loại thần thái chỉ có ta độc tôn này, khiến mọi người sợ run. Xông vào thiên kiếp thánh thể, quả thật là một biện pháp không tệ để kiểm tra đo lường cường độ thân thể. Không biết từ khi nào bách kiếp đạo nhân cũng đến đây, nói nhỏ như vậy. Chư hùng vừa nghe nói vậy đều hít ngược một hơi khí lạnh.
không hổ là chí tôn trẻ tuổi, nhưng lại dùng đại kiếp nạn tuyệt thế của Diệp Phàm để rèn luyện bản thân mình, kiểm nghiệm cường độ thân thể mình. Diệp Phàm tập trung lôi hải vô lượng trong vũ trụ, đánh ra một quyền ý vô địch, cứng rắn cứng trọi cứng cùng người này. Khoảnh khắc lần lượt va chạm, thân thể hai người đều chấn động. Quá mạnh mẽ, người này không kém Đế Thiên, hắn là ai vậy? Là đại ma thần cổ hoang, hay là nhân vương, hay là nữ thần tuyệt đại tới rồi? Mọi người nói nhỏ, chỉ có mấy người này mới có thể có thần uy đè ép cùng thế hệ như thế này. Nếu thiên kiếp của thánh thể chỉ có như thế, thật sự không tính là cái quái gì. Không cần pháp lực, ta chỉ chấn động chân thân đủ để dập nát ngươi. Đế Thiên lạnh lùng nói ra, đây là một giọng nói uy nghiêm, như là một vị đại đế trẻ tuổi làm rúng động lòng người. Đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng, có được một loại khí cơ khiến mọi người sợ run. Cũng chỉ có hắn mới dám nói như vậy, ai dám đối kháng với thân thể của thánh thể, hắn lại dám nói dùng chân thân đánh rách nát thánh thể. Bàng Bác thét dài định lại đây hỗ trợ. Bọn họ vừa mới bước vào cảnh giới thánh vương, đạo hạnh chưa ổn định sợ Diệp Phàm chịu thiệt. Diệp Phàm ngấm ngầm truyền âm, nói cho hắn biết không cần lại đây. Một cổ khí tức kinh thế thứ ba xuất hiện, huyết khí phương cương, rất có khả năng lại tới một vị chí tôn trẻ tuổi khác, hắn như hổ rình mồi, cùng muốn ra tay. Nếu chỉ tới trình độ này thật sự khiến ta thất vọng. Đưa ngươi ra đi sớm một chút, kết thúc đi thôi. Đế Thiên lên tiếng, chân thân động rồi. Diệp Phàm vẫn thần sắc bình, tĩnh, ở trong lôi hải độ kiếp, cũng không có mảy may vẻ khẩn trương, nhẹ nhàng lên tiếng, tất cả các ngươi cùng lên đi. Câu này vừa phát ra, âm thanh trên khắp tinh không đều biến mất, mọi người đều ngây dại, người này cũng quá kiêu ngạo đi. Nhưng ngay sau đó, mọi người tỉnh ngộ, trong lòng chấn động mãnh liệt, nổi lên sóng gió ngập trời, tất cả đều bị chấn động. Đó là một cổ thiên kiếp cực kỳ lớn, ở bên trong lôi quang hỗn độn lập tức hiển hóa một đạo lại nhất đạo thân ảnh, từng bước một đi tới như là từng đại đế sống lại. Không đúng, không phải giống mà rõ ràng chính là đại đế, nói chính xác là đại đế khi còn trẻ tuổi. Cái loại khí tức này quá mức chấn nhiếp, quá mức cường đại khiến cho mỗi người đều sợ run. Giờ khắc này, lớp nhân vật người già đều kính sợ đến ngây người, bọn họ chạm tới khí cơ nào đó, toàn thân đều run lên, dự cảm được sắp phát sinh điều gì. Đế Thiên thì lập tức lộ ánh mắt ngưng trọng, hít ngược một hơi khí lạnh. Lần đầu tiên hắn biến sắc, thiên kiếp của thánh thể không có dừng lại, mà lần này mới chính thức bắt đầu, hắn nhận ra một tia chớp hình người trong đó là ai. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1459, Nghịch Thiên. Đây là từng đạo thân người, từ phía trên lôi hải hỗn độn vạn trượng buông xuống, từng người uy áp chín tầng trời, ngạo thị muôn đời. Không nói gì khác, chỉ riêng loại khí thế này đã khiến cho đại thánh đều sợ run. Đây là người nào? Rất nhiều người lập tức ngây dại, không có ai từng tận mắt thấy từ trong thiên kiếp đột ngột xuất hiện hình người, điều này không phù hợp lẽ thường. Đây không phải người, là tia chớp hóa thành. Có một vị cường giả trẻ tuổi kêu lên sợ hãi. Còn lớp nhân vật người già thì lại môi mấp máy, thân thể đều phát lạnh run run. Một ít người biết đã chạm tới một bí mật nghịch thiên, đã xảy ra điều gì đó. Đây là một đạo tiếp một đạo tia chớp hình người, từ xưa đến nay, có mấy người tận mắt nhìn thấy mà lại còn tự mình trải qua. Thật sự rất kỳ quái. Đây là người nào? Từ trong thiên kiếp đi ra, bọn họ là thần nhân sao? Thật khiến linh hồn người ta đều kinh sợ mà. Đương nhiên có rất nhiều người không biết rõ là chuyện gì, chính là thân thể co rút, không tự chủ được sinh úy kỵ. Ở trong mắt người bình thường xem ra, đây là thần linh. Bằng không vì sao có thể từ trong thiên kiếp giáng xuống? Ngày thường ở trên 9 tầng trời, ngày nay hiển hóa ở nhân gian ư. Quả thực quá mức quỷ dị, khiến lòng người rúng động. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, như thế nào lại phát sinh loại sự tình này? Nhân vật cấp đại thánh đều thì thào lẩm bẩm, tràn ngập khó hiểu, như là bị mất phương hướng. Chỉ có bọn họ chân chính biết đã xảy ra chuyện gì, đây là đại đế cổ đấy. Điều này quá nghịch thiên, quả thực không phù hợp lẽ thường, giống như chuyện thần thoại, vô số vị đại đế trẻ tuổi từ trong thiên kiếp hiển hóa, buông xuống thế gian, đây là vì sao? Trong hư không, những thân ảnh kia thần uy khiếp người, mỗi người nhìn xuống thiên hạ, bệ nghệ muôn đời, tất cả đều có một loại tư thái vô địch thiên hạ. Mỗi người đều là chí tôn. Đúng lúc này,
bọn họ một người tiếp theo một người ung dung đi tới, bước chân trầm ổn, như là đạp nước ra trời xanh muôn thuở. Một người, hai người, ba người. Thánh linh thạch nhân còn thật sự đếm, giọng đếm của hắn từ từ run run, gần như muốn quỳ sụp xuống lạy bái. Không phải vài ba vị, mà là chín thân ảnh, khí nuốt núi sông, ngạo thị vòm trời vũ trụ mênh mông, cùng tồn tại ở nơi đó, bọn họ đều là thần uy cái thế. Chỉ cần là người chạm vào bí mật đó đều khó có thể bình tĩnh, nội tâm nổi sóng ngập trời. Điều này quá mức khủng bố, tất cả đều bị dọa cho hoảng sợ, thánh thể như thế nào lại có thiên kiếp như vậy? Thánh thể đến từ Táng Đế tinh quá, nghịch thiên mà. Đại đế, đây đều là tư thái của bọn họ khi còn trẻ. Rốt cục, một vị hộ đạo giả nhân tộc chạy tới đây, run giọng nói ra bí mật này. Cả địa phương này không thể bình tĩnh, vô cùng ồn ào, mọi người đều chấn động kinh sợ. Đây là chuyện lạ xưa nay chưa từng có, ngày thường chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe nói qua. Tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thỉnh Đại Thánh nói rõ, giải thích nghi hoặc cho chúng ta. Rất nhiều người nghe nói, trong lòng nổi sóng ngập trời, không thể hiểu rõ, nhờ chư lão giảng giải. Điều này thật sự vượt qua hiểu biết của người thường. Đây là thiên kiếp đặc biệt của thánh thể, dẫn tới tia chớp hình người thuộc loại. Đại đế cổ, chín vị đại đế trẻ tuổi. Là thần thái của họ khi còn trẻ, mỗi người đều tư thế oai hùng vĩ ngạn, pháp lực thông thiên, ngạo thị cổ kim tương lai. Trên vòm trời lập tức ồn ào náo động, có lớp nhân vật người già lần lượt nói ra suy đoán trong lòng, mọi người rốt cục biết điều gì đã xảy ra. Chư hùng ý thức được không phải Diệp Phàm cuồng vọng, ngày nay hư ảnh của chín vị đại đế thời trẻ tuổi xuất hiện, đến tột cùng cần bao nhiêu chí tôn trẻ một đế thiên ư? Không được, tuyệt đối kém xa, cộng thêm một đại ma thần, vẫn không đủ, vẫn như cũ không thể so sánh cùng với họ. Cho dù cả Thanh Thi tiên tử, nhân vương, nữ thần đều tiến vào, vẫn còn yếu kém một bậc, vẫn khó có thể ngăn cản chín vị đại đế trẻ tuổi. Mọi người xương ra đều phát lạnh, theo như lời nói của Diệp Phàm cùng không phải cuồng vọng, bảo mọi người cùng tiến lên, điều này coi như là khiêm tốn, tuyệt đối không đủ để chín vị đại đế trẻ tuổi đánh. Chư thánh đều kinh sợ, còn thật sự cân nhắc, tìm khắp cổ lộ nhân tộc, tất cả người kinh diễm nhất thêm cùng một chỗ, cũng đánh không lại chín vị đại đế trẻ tuổi. Một đế thiên như thế nào đủ? Cần một đám trẻ tuổi chí tôn mới được. Đây là một sự thực khiến người ta không thể không rúng động rồi sợ run. Vả lại, dù là từ trong khắp vũ trụ tinh không tìm tới cho đủ chín vị chí tôn trẻ tuổi gom lại một chỗ, cũng khẳng định có bại không thắng. Những cái gọi là chí tôn này cường đại nhất cũng chỉ có thể so với đại đế khi còn trẻ, dù có thiên tư ngút trời mấy đi nữa cũng không có khả năng vượt qua, bởi vì đế đã là cực hạn. Diệp Phàm quá nghịch thiên mà. Loại thiên kiếp này quá khủng bố, căn bản là không nên xuất hiện trên thế gian. Hắn như thế nào vượt qua, có thể bước qua chướng ngại này sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, từ xưa đến nay, không ai có thể liều mạng huyết chiến với chín vị đế mà còn sống sót. Mọi người đều rét run tận xương tủy, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Chín vị đế trẻ tuổi trong Lôi Hải kia, mỗi một người đều làm cho bọn họ sợ hãi, không kiềm nổi muốn quỳ sát xuống triều bái. Thật khiến lòng người sinh úy kỵ, kính sợ thật sâu. Giờ khắc này, ngay cả Bách Kiếp đạo nhân đều thở dài như vậy. Mà xa xa, hai âm thần đều là thần sắc biến đổi thê thảm, trong lòng kinh sợ không thôi. Đối mặt với chín vị thiếu niên đại đế, bọn họ có một nỗi sợ hãi phát ra từ linh hồn. Bởi vì, những người này đều từng là tồn tại chân thật, đạo của bọn họ lạc ấn trong vũ trụ, mặc dù giờ phút này là ở cảnh giới Thánh Vương. Nhưng loại tinh khí thần duy nhất chỉ có ta độc tôn này, vẫn như cũ có thể xuyên qua tâm linh bất cứ cường giả nào. Hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc Thích Thiên biến sắc, lão không thể chấp nhận chuyện này là thực, thiên kiếp của Diệp Phàm quá nghịch thiên, lúc này sắc mặt lão có phần trắng bệch. Lão siết chặt nắm tay, nhưng lại có một loại cảm giác bất lực, trong lòng lão lần đầu tiên hối hận, rốt cuộc chọc tới một người như vây làm chi. Trong lòng hộ đạo giả Thích Thiên đủ mối phức tạp, lặp đi lặp lại cân nhắc, tư vị khó hiểu, lão thật sâu câm thấy được, quá khứ thật sự không nên làm khó Diệp Phàm, thiên kiếp này yêu nghiệt như vậy, tuyệt đối đáng sợ. Đây là một mối họa lớn, một khi trưởng thành lên khẳng định sẽ khủng bố kinh người, tương lai lão còn có đường sống sao. Trong mắt Thích Thiên lóe lên hung quang, nắm chặt tay quyền đại thánh. Nhưng mà, lão lại buông lỏng ra, tràn ngập chán nản, cùng với một loại không cam lòng. Lúc này chính là chín thân ảnh đế cấp thánh vương hiện lên, nếu lão chọc vào, đó là chuyện không thể tưởng tượng.
Đại thánh nếu như dám trêu chọc, khẳng định sẽ xuất hiện 9 thân ảnh cùng cấp đến đây, tới thời điểm đó chính là thật sự nghịch thế. 9 thân ảnh đế cấp bậc đại thánh, dù thần đến đều phải bị đánh chết, dù tất cả đại thánh cả tinh vực này cùng tiến lên đều phải chết. Thích Thiên sắc mặt thật khó coi, giống như mất đi đứa con. Nếu lão ra tay căn bản không có gì trì hoãn, tuyệt đối sẽ bị đánh thành mảnh vụn, trở thành đống thịt vụn. Cả tinh không lúc này, chư thánh đều nơm nớp lo sợ, mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy loại thiên kiếp này, tất cả đều tràn ngập kính ngạc cùng ý sợ hãi. Diệp Phàm ngày xưa độ kiếp đều là ở chỗ không người, cũng không có người nào biết được. Ngày nay loại thiên kiếp này xem như lần đầu tiên xuất hiện trước mặt thế nhân, nhất định sẽ truyền khắp tinh không. Đế Thiên, Thanh Thi Tiên Tử, Đại Ma Thần, Nhân Vương các ngươi đều đến đây sao, đồng loạt lên đi. Diệp Phàm ở giữa vòng vây của 9 tia chớp hình người, lên tiếng. Hắn trước tiên xuất động nhằm về phía Đế Thiên, bất kể như thế nào đều phải kéo người này vào, để hắn cảm nhận một chút mùi vị bị 9 vị đại đế trẻ tuổi vây công. Đế Thiên thật sự có một chút dao động, hắn sớm phát hiện có điều khác thường, biết đó là thân ảnh của đại đế cổ thời trẻ tuổi, điều này làm cho hắn chấn động mạnh. Nhưng mà, bỏ chạy không phải tính cách của kẻ tranh hùng trên đế lộ, hơn nữa một người cạnh tranh khác có thể còn sống dưới sự vây công của 9 vị đại đế trẻ tuổi. Như vậy, nếu hắn lui bước, chẳng phải là chứng tỏ không bằng người khác sao? Hơn nữa, Đế Thiên qua đi phút chốc kinh sợ, trong lòng lại có một loại chờ mong, máu huyết dần dần sôi trào, tràn ra một loại chiến ý ngút trời. Đại đế cổ, ai có thể chống lại? Bọn họ huy hoàng cả đời, thống ngự thiên địa, khiến người ta tôn sùng. Nhưng mà, ở trong lòng một ít anh kiệt đời sau, không khỏi có một tia hy vọng, hoặc nói là tiếc nuối không thể tranh phong cùng đế đã mất đi kia. Hiện giờ, cơ hội lại hiện ra trước mắt, sự hiếu chiến trong khung xương của Đế Thiên sống lại, chiến huyết của hắn sục sôi, tinh khí thần sôi trào. Hắn muốn chiến một trận cùng đại đế cổ khi còn trẻ. Kẻ dùng cảm chân chính là có gan khiêu chiến. Tiến quân về hướng đế lộ, cần có được dùng khí lớn lao, có tâm tính không sợ đại đế cổ mới được, hơn nữa phải chạy song song trên chiến tích mà lên. Trong thiên địa, 9 vị đại đế động rồi, cùng công kích Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm cũng ra tay, vừa đối kháng vừa tung hoành trong tinh vực, kéo Đế Thiên vào cuộc. Hắn có được tốc độ cực nhanh nhất thiên hạ, nếu đã nhận thức chuẩn một người, tự nhiên có thể truy đuổi theo, mà Đế Thiên lại đang có lòng muốn chiến một trận, tự nhiên là thuận lợi cuốn hắn vào trận chiến. Mọi người đều ngây dại, rồi sau đó thầm than, Đế Thiên quả nhiên không thẹn là chí tôn trẻ tuổi. Dĩ nhiên có loại khí thế hùng tráng này, chủ động tiến vào kiếp phạt, muốn chiến một trận cùng đại đế khi trẻ tuổi. Đại đế cổ ư, ta cùng đến đây, tranh cao thấp một chuyến. Đúng lúc này, một thân ảnh khác xuất hiện. Dáng người không cao lớn lắm còn có vẻ gầy yếu, nhưng lại tản ra ma uy ngập trời, thây chất thành núi máu chảy thành sông hiện lên sau lưng hắn. Xương trắng vô tận, cùng với máu sinh linh không đếm được, xây thành một tòa thần thai, người kia đứng trên đó. Đại ma thần cổ hoang cũng tới rồi. Hắn có tâm lòng quyết chiến với kẻ cường đại, không tiếc hết thảy muốn chiến một trận. Cùng đại đế cổ cùng cấp, hắn dùng mãnh phi thường, hóa thành một ma thần vọt lại đây. Lập tức phát sinh trận đại chiến đáng sợ nhất. 9 thân ảnh đế trẻ tuổi nhìn xuống tinh hà vũ trụ, mỗi người đều thực lực nghịch thiên, mỗi người đều có một thời kỳ lịch sử có 102. Giờ khắc này tái hiện huy hoàng năm xưa. Đây là một hồi huyết sát, thiên địa giao thái, nảy sinh hỗn độn, ức vạn lớp lôi quang bao phủ toàn bộ nơi này. Mới ngay từ đầu đã có hoa máu vẩy ra, Đế Thiên cực kỳ cường đại tranh phong cùng hư ảnh một vị đế trẻ tuổi. Nhưng nơi này cộng tất cả 9 vị đều là chủ tể thiên địa ngày xưa, tất cả đều ra tay. Rắc rắc. Một người tóc đen buông xuống như thác nước, ánh mắt sáng lạnh, như là một vị thiên thần từ trên cao giáng xuống, tung ra một quyền, rầm rộ, thiếu chút nữa đánh cho Đế Thiên hình thần câu diệt. Rất khủng bố. Thân ảnh đế tuyệt mạnh áp chế một kỷ nguyên, trên trời dưới đất không có người nào địch nổi. Đế Thiên đầu vai bị xuyên thủng, máu chảy đầm đìa, cả thân mình bay tung lên, toàn thân đều là máu, thiếu chút nữa bị đánh gục tại đương trường. Hắn chiến đấu kịch liệt cùng với một người còn được, đột nhiên thêm một người phóng tới công kích hắn, lập tức làm cho Đế Thiên bị thương nặng. Các bạn đang nghe chuyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Già Thiên, chương 1460, Đế ảnh quần sát. Là, Thanh Đế, trời ạ,
người kia là Thành Đế. Bách Kiếp đạo nhân cùng một gã cổ yêu đều trước tiên biến sắc, nhận ra thân ảnh vị đế cái thế kia, hắn từ trên trời giáng xuống tung một quyền suýt nữa đánh chết Đế Thiên. Tam giới chuyển sang kiếp khác, khắc lên mạng ta. Đế Thiên rít gào, tóc tai bù xù, toàn thân là máu, bộc phát ra thần quang vô lượng chữa trị thương thể. Ngay sau đó, hắn phóng trở lại, nhằm về phía Thanh Đế, muốn chiến tiếp một trận. Ma thần quyền. Lúc này, đại ma thần cũng tới rồi. Gặp được một vị đại đế trẻ tuổi, hắn cử quyền kích tới, huyết khí ngập trời, đây là dị tượng từ đồ sát vô tận sinh linh mà sinh ra. Đồng thời ngay lúc đó, trong tinh không lại xuất hiện thêm mấy thân ảnh đặc biệt, có người hoài nghi có thể là chí tôn của trẻ tuổi một thế hệ cùng tới. Thanh Thi tiên tử đến rồi, dường như cũng muốn tiến vào trường chiến. Mọi người cả kinh kêu lên, ai nấy đều rung động, thời đại thần thoại sắp sửa xuất hiện sao? Chư tôn tranh phách, mỗi người đều tài ba trác tuyệt, tất cả đều cường đại tới cực điểm, đều dám hướng tới đại đế cổ khi còn trẻ phân tranh cao thấp. Chư tôn đều hiện, nhân dạng tranh phách, thánh thể thật sự nghịch thiên, lại có thiên kiếp như vậy. Thật giống như là thời đại thần thoại trong truyền thuyết, các hỗn độn thể sẽ từng người xuất hiện sao? Mọi người run rẩy, thì thào, đối với đại thế này vừa chờ mong vừa sợ hãi. Chư tôn đều hiện, nhân gian tranh hùng. Đây giống như là thời đại thần thoại tái hiện, khiến mọi người vừa kinh sợ vừa chờ mong. Ầm. Đế Thiên thét dài, tóc trên đầu tung bay, vai trái tuy rằng bị xuyên thủng, nhưng lúc này dường như hắn càng thêm dùng mãnh phi thường, ra đòn kịch liệt. Hơn nữa hắn nhận ra đối thủ chính xác là Thanh Đế. Bởi vì, chính Thanh Đế tung một kích thiếu chút nữa đánh chết hắn, làm cho hắn máu chảy đầm đìa nhiễm đỏ nửa thân mình. Tuy nhiên, hắn có tu thiên công, miệng tụng kinh văn thương thể rất nhanh khép lại, càng ngày càng dùng mãnh, miệng quát lớn, tam giới chuyển sang kiếp khác, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Bùng, va chạm mạnh kịch liệt giữa Đế Thiên và hư ảnh đại đế ngày xưa sinh ra lôi hải khôn cùng, đại kiếp nạn vô lượng rực rỡ lóa mắt, khiến trong lòng mọi người run sợ. Cộng thêm chinh chiến của chí tôn trẻ tuổi hỗn độn nổ tung, làm cho tinh không nơi này rách nát, trạng huống phi thường đáng sợ. Mọi người đều kinh sợ, Đế Thiên, đại ma thần quả nhiên cường đại kinh người, không ngờ thật sự lại có thể chiến một trận cùng hư ảnh đạo ngân của đại đế cổ, không hổ danh là chí tôn trẻ tuổi. Đế Thiên giống to, huy động tam giới trưởng, chỉ hóa thành thiên địa bao phủ hết thảy ở bên trong, bước tới hướng Thanh Đế, khủng bố khôn cùng. Từ khi hắn xuất thế đến giờ, còn chưa có người nào làm cho hắn bị thương nặng như vậy. Từ khi đi lên tinh không cổ lộ hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, xưng tôn ở nhân gian, thế mà nay lại thiếu chút nữa bị đánh chết. Hắn bạo phát lên rồi, mặc dù người đả thương hắn là Thanh Đế. Đế Thiên cũng không úy kỵ chút nào, thậm chí càng thêm khơi dậy một cỗ tâm huyết, sinh ra một cỗ ý chí chiến đấu cường đại, quyết tranh hơn thua cùng Thanh Đế người duy nhất sau thời đại Thái Cổ chứng đạo. Bàn tay to của Đế Thiên như là đè ép cả tam giới, như từ 9 tầng trời giáng xuống, thần uy cái thế nắm trong tay sinh tử của vạn vật sinh linh. Mỗi người đều biến sắc, bản lãnh của Đế Thiên quá nghịch thiên, trong lòng bàn tay đó hỗn độn khí tràn ra bốn phía. Nhật nguyệt tinh hà phát sáng rực rỡ lưu động trong đó, như là bàn tay bao phủ khắp vũ trụ. Có một loại lực lượng khai thiên lập địa, tam giới chuyển sang kiếp khác, đời đời kiếp kiếp khắc tên hắn, đây là tuyên cáo của thần minh, là một cổ pháp có 102 ở thời đại thần thoại. Đây giống như là đang triệu hoán thần ma trở về vị trí cũ, hủy diệt nhật nguyệt tinh hà để khai thiên lập địa, tạo ra thế giới hoàn toàn mới. Chư hùng phảng phất như gặp được một cường giả tuyệt thế quật khởi, lại dám cứng rắn chống lại Thanh Đế. Nên biết rằng trong 10 vạn năm qua, người đó chính là một chí tôn duy nhất trong yêu phá vỡ gông cùm xiềng xích thiên địa, tiến tới chứng đạo. Ầm, một bàn tay che trời lượn lờ tinh hà, mờ mịt khôn cùng bổ xuống. Đế Thiên Dũng tuyệt thời nay, lúc này đánh ra một kích mạnh nhất, không ngờ lại muốn đánh tan hư ảnh của Thanh Đế. Không hề nghi ngờ hắn chiếm ưu thế, bởi vì hư ảnh này là chiếu theo thiên kiếp thánh thể của Diệp Phàm mà hiện ra, hư ảnh đại đế trẻ này là cảnh giới xấp xỉ với Diệp Phàm, thấp hơn hắn. Mọi người đều lộ thần sắc ngưng trọng, đại đế cổ ở cảnh giới kém một chút, ngày nay chẳng lẽ cũng bị người đánh tan hay sao? Mặc dù chỉ là đạo ngân hóa thân, nhưng cũng khiến cho trong lòng người nổi lên ý vị khó hiểu. Nên biết rằng, hai chữ đại đế đó là đủ rồi, là đại biểu vô địch trên trời dưới đất, mặc dù sau khi chết cũng không có người nào dám khinh thường. Mọi người đều như ngừng lại hô hấp, tĩnh lặng chờ kết quả buông xuống. Một luồng hào quang hừng hực xẹt qua vạch trần đáp án,
Thanh Đế Thần Uy Cái Thế tung một quyền đánh ra, bàn tay to của Đế Thiên xuất hiện nhiều điểm máu, thân mình hắn lảo đảo thối lui lại. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đế Thiên là chí tôn của trẻ tuổi một thế hệ, hắn chiếm ưu thế trên cảnh giới cũng không thể thắng, vậy trên cổ lộ nhân tộc còn có ai có thể tranh hùng cùng đế? Một ít người nghiêng về phía Đế Thiên đều ngây dại, quá khứ hắn là thần thoại vô địch, ngày nay lại bị dao động rồi. Đổi mặt với Thanh Đế liền máu nhiễm tinh không, thiếu chút nữa ngã xuống trong lôi hải. Là thần cấm. Hộ đạo giả nhân tộc đến đây, lộ ra vẻ mặt kinh sợ, nói ra nguyên nhân để Thiên đẫm máu. Đại đế cổ không thể khinh thường, mặc dù đã tọa hóa lưu lại đạo hạnh cũng là chí tôn vô thượng, không người nào được phép khinh nhờn. Lúc này, Đế Thiên cảnh giới hơi cao vốn có thể chiếm ưu thế. Nhưng mà, Thanh Đế trực tiếp tấn chức lĩnh vực thần cấm tung ra một quyền, thiên địa vạn vật đều có thể phá. Thật khủng bố. Thanh Đế vốn chính là một đại đế cường thế, như thế nào có thể để mặc cho người áp bức mình, đây là bùng phát của cực đạo. Mọi người khẽ bàn luận, nói ra nguồn gốc trong đó. Sự kinh thế của Thanh Đế, cổ lộ nhân tộc biết rõ, là đệ nhất vũ trụ 10 vạn năm qua. Thiên hạ không ai có thể chống lại. Thanh Đế vang dội cổ kim, ở thời kỳ không có khả năng chứng đạo nhất lại cường thế mà thành đạo, hóa thân là đại đế, khai sáng một đoạn lịch sử. Đế Thiên thét dài, bất khuất không phục, trong con người càng thêm rực sáng, bản chất hiểu chiến của hắn sống lại và lại dung hợp với khắp đại thiên địa, chịu tải lực lượng của đại đạo, thiên nhân hợp nhất. Hắn tức là Pháp, hắn tức là Đạo, mỗi cái giơ tay nhấc chân núi sông thiên địa sụp đổ, tinh tú nhật nguyệt rơi xuống. Hắn đại chiến với Thanh Đế càng thêm khủng bố. Nhưng mà, đã xảy ra chuyện khiến mọi người trông thấy mà khiếp sợ, Thanh Đế vô địch đứng sừng sững ở lĩnh vực thần cấm. Sau khi ra khỏi còn có thể tiếp tục bước vào lại, quét ngang hết thảy địch thủ trên thế gian. Tục truyền, chỉ có sau khi Thanh Đế chân chính mới có thể trú lại lâu dài ở lĩnh vực thần cấm, nếu không một khi rời khỏi không thể lập tức bước vào lại. Thanh Đế là lạc ấn đạo ngân, vừa rồi thiếu chút nữa đánh chết đối thủ, sau đó tự động rời khỏi lĩnh vực thần cấm đi về hướng bên kia. Thế nhưng, khi Đế Thiên tiếp tục tấn công tới, không ngờ Thanh Đế lại tấn chức lĩnh vực thần cấm. Điều này làm cho mọi người kinh sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào, quá mức dọa người đi. Không đúng. Trên đời không có người nào có thể như thế, cổ kim cũng không có người như vậy, trừ phi sau khi thành đế. Một vị đại thánh nhân tộc nói nhỏ, trong nháy mắt hiểu được đã xảy ra điều gì. Đế Thiên sớm tiến vào cảnh giới thánh vương nhiều năm, ngày nay cảnh giới cao hơn 9 hư ảnh để chiếu theo tiêu chuẩn diệp phàm mà xuất hiện. Nhưng mà, đại đế cổ không thể khinh nhờn, trong cõi u minh như là có một loại ý chí, như là thanh đế sống lại tự mình phát động, điều chỉnh tăng cao chiến lực, lấp bằng chênh lệch cảnh giới. Phốc, Đế Thiên há mồm phun máu, lại bị thần cấm xuyên thủng ngực, bị thương nghiêm trọng, xương trán nứt ra một mảnh, ánh sáng của nguyên thần giảm xuống. Mọi người biến sắc, cảm giác vô cùng khiếp sợ. Khiêu chiến với Thanh Đế, đúng là tự tìm khổ. Người chứng đạo duy nhất sau Thái Cổ, là đệ nhất vũ trụ 10 vạn năm qua, không phải ai cùng có thể chống lại được. Bách Kiếp đạo nhân cười lạnh. Hắn thân là đại thánh yêu tộc, nhưng vẫn đi lại trên cổ lộ nhân tộc, là vì truy tìm bước chân của yêu hoàng và Thanh Đế, tìm kiếm bí mật về họ. Đế Thiên thét dài, tuy rằng toàn thân là máu nhưng cũng không lùi bước. Hắn đánh về phía trước tiếp tục đại chiến với Thanh Đế vô địch. Nếu là người khác có thể chống lại một chiêu của Thanh Đế mà không chết đủ để kiêu ngạo, sẽ được ghi tên trong sách sử. Và mặc dù là bị đánh bại, cũng cảm giác là một loại vinh quang vô thượng, bởi vì chỉ có một nguyên nhân, người này là Thanh Đế, chỉ với cái tên này vậy là đủ rồi. Nhưng, Đế Thiên lại không cam lòng, mặc dù đã chiến tới tình cảnh này, hắn cũng không chịu bị thiệt. Ngay cả địch thủ là Thanh Đế duy nhất muôn đời cũng không được, hắn phải thắng để cạnh tranh với thế gian, để là vô địch thiên hạ. Nếu là chiến một trận cùng loạn cổ đại đế thời trẻ tuổi, với tư chất của Đế Thiên, thắng được cũng không thành vấn đề. Thế nhưng tranh phong cùng Thanh Đế cường đại nhất thời trẻ tuổi, thật sự quá khó. Có lớp nhân vật người già lắc đầu chua xót thay Đế Thiên. Bên kia, đại ma thần Thần Uy Cái Thế, khí nuốt bát hoang, càng đánh càng hăng, huyết khí lộ ra khôn cùng, làm cho tinh không thoạt nhìn đều là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Thật không may, đồng thời có ba hư ảnh vị đế trẻ tuổi ngoái đầu nhìn lại hướng bên này, vừa lúc toàn bộ cử quyền, đánh ra một quyền về phía hắn. Phốc, màn xương máu ngập trời, vô tận thi thể hài cốt kia, tất cả đều tiêu tán, ở trong mắt hư ảnh đế cái này không phải là ưu thế gì. Thời cổ đại,
Khi tranh hùng trên đế lộ, người thắng cuối cùng cái dạng biển máu núi thây gì không có. Trải qua giờ phút này, đại ma thần thật không may mắn, bị ba vị đại đế trẻ tuổi công kích, máu tươi nhuộm hư không. Nếu không nhờ thời khắc mấu chốt hắn dùng ma công cửu chuyển lui lại kịp thời, thì thật sự nguy rồi. Mặc dù như vậy, thân thể hắn cũng gần như vỡ toác ra, toàn thân đều là vết máu, bị thương rất nặng. Đại ma thần giống giận, hắn không hề chú ý tới tình huống của đế thiên bên kia, hắn không thể tự ức chế cũng đột phá phong ấn, thi triển ra cảnh giới mạnh nhất, muốn dùng lực áp đại đế cổ. Kết quả, liền phát sinh chuyện bất hạnh, hai vị đại đế trẻ tuổi đồng thời tấn chức thần cấm, hai luồng hào quang sáng lạn vọt tới. Đại ma thần thiếu chút nữa bị đánh nát, xương ngực đều bị bắn tung ra ngoài, mưa máu rơi vãi khắp tinh không. Ở quá khứ cho tới bây giờ đều là hắn đánh tan nát địch nhân, thu gặt sinh mệnh, mà nay lại là chính hắn đổ máu, thiếu chút nữa bị hủy diệt ở chỗ này. Mọi người im lặng như tờ, thiên kiếp của thánh thể quá nghịch thiên, đây hoàn toàn không phải là sức người có khả năng chống lại, dưới tình huống bình thường mà nói, ai cùng không thể vượt qua được. Kinh thế như đế thiên, cường đại như đại ma thần, tất cả đều bị thương, nếu còn tiếp tục như vậy có thể sẽ ngã xuống xong đời. Không nên dùng cảnh giới cao đối chiến, cùng cấp chiến một trận, bằng không thần cấm khó giải, thậm chí sẽ ở cùng cảnh giới áp chế các ngươi nửa bậc. Đúng lúc này, một vị hộ đạo giả nhân tộc khác, Thanh Hoàng đạo nhân đến đây, lên tiếng nhắc nhở. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Thanh Hoàng đạo nhân ý thức được tình trạng này, đồng cảnh giới chiến một trận, đại đế khi còn trẻ sẽ công bình chiến một trận. Mà nếu bị áp bức sẽ xuất hiện thần cấm, tự hành điều tiết, ngược lại áp chế nửa bậc. Dưới tình huống bình thường, ai can thiệp thiên kiếp, lập tức sẽ xuất hiện đại kiếp nạn tương xứng với cảnh giới người đó. Nhưng đế thiên và đại ma thần trên người có đạo, đồ cùng loại với khi thiên trận văn, nên miễn tránh được điều này. Thế nhưng, đại đế cổ không thể khinh nhục, cảnh giới không thay đổi, thần cấm xuất thế, cũng xem như một loại điều hòa vi diệu. Quả nhiên, sau khi đế thiên, đại ma thần giảm xuống cùng cấp chiến đấu, tình huống liền khác biệt. Thần cấm không hề hiển hóa. Thế nhưng tình trạng của bọn họ cũng không có chuyển biến tốt đẹp gì hơn, mà càng thêm nguy hiểm. Bởi vì, chiến đấu đến bây giờ, càng ngày càng kịch liệt, ở trong trận hôn chiến 9 vị đại đế trẻ tuổi ra tay, hóa thành con lốc hủy diệt. Ai có thể chịu đựng nổi? Một người dù có cường đại mấy đi nữa, cũng không có khả năng đánh cùng nhiều đại đế trẻ tuổi cùng cấp như vậy, dù là thần đến đây cũng không được. Đế thiên, đại ma thần tiếp tục bị thương nặng, tới sau lại, thân thể bị đánh nát nhiều lần vô cùng thê thảm. Đây quả thực giống như hành hạ đến chết, nếu không nhờ mỗi người đều tự nắm giữ thần thuật thì sớm đã ngã xuống rồi. Bọn họ cũng không chịu lui đi trước tiên. Muốn chiến một trận cùng đại đế cổ thời trẻ tuổi là một phương diện, mà còn có một nguyên nhân khác là không muốn mình thua sút người kia. Đế thiên cùng đại ma thần là đối thủ cạnh tranh, nhiều năm qua chẳng phân biệt được thắng bại. Lúc này ai cũng không muốn là người đầu tiên rời đi. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy chính chủ Diệp Phàm thì quả thực thiếu điều nghẹt thở, người này còn không có bị đánh vỡ thân thể lần nào. Tuy rằng nhiều lần bị thương nặng, nhưng đều ở thời điểm hiểm nguy đó lách mình tránh thoát. Hai đại chí tôn trong lòng nổi sóng không thể bình tĩnh. Nhất thời không lưu ý lại bị đánh nát thân thể, gian nan trọng tổ lại. Diệp Phàm không phải lần đầu tiên chống cự lại chín hư ảnh đế, hắn có kinh nghiệm phong phú biết bao. Cộng thêm bản thân cường đại lên, dùng phương pháp chính xác nên vẫn giữ được thân thể chưa bị phá hủy lần nào. Đương nhiên, một nguyên nhân rất trọng yếu cũng là nhờ có đế thiên, đại ma thần. Vì hắn phân tán lực của đại đế, ngăn chặn nhiều lần công kích chí mạng. Tuy nhiên một hồi sau, cuối cùng chân thân Diệp Phàm cùng bị đánh nát 3 lần, nhưng so với đế thiên, đại ma thần vẫn ít hơn. Điều này gần như làm dao động đạo tâm của hai người, làm cho thần sắc bọn họ vô cùng khó coi. May mà, bọn họ ý thức được Diệp Phàm cùng không phải là lần đầu tiên ứng phó với tình huống này. Từ đó tâm cảnh bọn họ mới bình thản lại, chuyên tâm đại chiến. Diệp huynh, thật đắc tội. Cũng không phải là nhằm vào huynh, ta cũng muốn chiến một trận cùng đại đế cổ khi còn trẻ cùng cấp. Đúng lúc này, Thanh Thi tiên tử cũng gia nhập vào trường chiến đấu càng thêm kịch liệt. Ầm. Đồng thời ngay lúc đó, một thân ảnh mơ hồ khác vào cuộc, cũng gia nhập chiến đoàn, tham dự trận chiến tranh phong Chí Tôn. Mọi người biết người này không phải nữ thần mà chính là nhân vương. Chí Tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc gần như đều đến đông đủ. Bọn họ đều có một ý niệm trong đầu, muốn chiến một trận tranh tài cùng đại đế cổ cùng cấp,
đây là một lần cơ hội hiếm có nhất để nhìn xem ai yếu ai mạnh. Tính cả Diệp Phàm, trong Lôi Hải cộng tất cả 5 thân ảnh, ứng chiến với 9 vị đại đế trẻ tuổi, đánh tới điên cuồng, vòm trời vỡ nát, tinh hà thành khói mờ. Một trận chiến này đánh cho trời rung đất chuyển, chư thánh khiếp sợ, 5 chí tôn trẻ tuổi đại chiến với 9 hư ảnh đế, nhiều lần bị đánh nát thân thể. Năm đấu với 9 thực rõ ràng rơi vào tình thế bất lợi. Mà cho dù thật sự là 9 đấu 9, cũng thua nhiều thắng ít. Ở trong trận chiến này, Diệp Phàm tung hoành giữa các hư ảnh đế, rèn luyện chính mình, dẫn động 9 vị đại đế đánh hướng đông, công hướng tây, dẫn dắt tiết tấu của trận chiến. Thệ ngã, đạo ngã, bí quyết chữ giả, những thứ này làm cho hắn đứng trên đỉnh cao, cộng thêm có 4 người khác trong cuộc, thân thể hắn không có vỡ nát thêm lần nào nữa. Còn 4 người đế thiên, đại ma thần, thì sắc mặt thật khó xem. Lần này rèn luyện chống lại đại đế cổ, làm cho bọn họ bị thương nặng khó có thể tưởng tượng, mỗi người đều trọng thương sắp chết. Sát! Trong quá trình này, Diệp Phàm lại ra tay, phát động công kích về hướng đế thiên, tấn công chí tôn muốn mượn thiên kiếp của hắn rèn luyện bản thân mình. Trận chiến toàn trường càng thêm khủng bố, đây là một hồi hỗn chiến, liều mạng huyết chiến, đánh cho nhật nguyệt không ánh sáng, tinh hà biến sắc. Cũng không biết qua bao lâu, thân ảnh 9 vị đại đế trẻ tuổi rốt cục đều trước sau mờ nhạt đi, rồi chậm rãi biến mất, như là hạ xuống màn tre. Mấy người đại ma thần, đế thiên, thanh thi tiên tử. Toàn thân là vết thương, loại huyết chiến liều mạng này làm cho trong lòng bọn họ nổi lên một tư vị khó hiểu. Không có một tia vui sướng, cuối cùng thời gian rèn luyện kết thúc, ai nấy gần như ngã xuống ở trong này. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đã trải qua chiến một trận cùng đại đế trẻ tuổi cùng cấp, cũng có thể kiêu ngạo. Mặc dù thân thể bị đánh nát nhiều lần, dựa vào bí bảo, cổ thuật các loại gian nan chữa trị cũng là một loại chiến quả kinh thế. Đã kết thúc rồi, mỗi người đều trong lòng tự nói, thở phào một cái, có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ầm. Đột nhiên, thiên kiếp cuồng bạo hơn lên, 9 đạo tia chớp hình người tiếp tục xuất hiện, nổi tiếp 9 thân ảnh bước đi hiên ngang, tư thái oai hùng, khí nút vạn dặm, hướng tới gần bọn họ. Lại là 9 vị đại đế, mọi người đều sững sờ đến ngây dại. Mà đại mạ thần, đề thiên đều lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ. Như thế nào lại xuất hiện 9 vị nữa? Vừa mới chiến một trận qua đi, lại bổ sung 9 hư ảnh đế khiến mấy người đều cực kỳ sợ hãi. Thương thế của họ không thể tưởng tượng, nếu tiếp tục chiến đấu hơn phân nửa nguy rồi. Lúc này, bọn họ không còn chút hứng thú tự tin để giao chiến cùng đại đế cổ khi còn trẻ, ngược lại cảm thấy phiền toái lớn tìm đến. Đây rồi, ngoan cường sống sót, mấy chữ này cùng khuyến khích với chư vị. Diệp Phàm nở nụ cười lộ ra một hàng răng trắng, tuy nhiên thấy thế nào đều là sát ý ngập trời. 9 thân ảnh đến đây, đồng loạt ra tay, mỗi người đều chấn nhiếp thế gian. Lục đạo luân hồi quyền, bí quyết chữ binh, 9 chữ thái âm, nhất khí phá vạn pháp, hoàng kim thần tàng. Những người này, mỗi người đều có một loại bí thuật tối cao, đạt tới cực hạn, có thể dùng để đại chiến với mấy vị chí tôn. Cái gì? Mấy người đều khiếp sợ, đây không phải là một Diệp Phàm hóa thành 9 thánh thể chứ? Được đại đạo thiên địa khắc theo nét vẽ, ghi chép lại chứ? Những người khác cũng đều ngây dại, đến ngay cả đại thánh cũng như hóa đá, nhất là Thích Thiên sắc mặt lại tái nhợt, không có một chút màu máu. Mọi người đều khiếp sợ. Các bạn vừa nghe xong tập 146 của bộ truyện Già Thiên của tác giả Thần Đông tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.